Nào, chúng ta bắt đầu nào. Trước khi chúng ta vào cái buổi học chiều hôm nay, ta xem một cái này cho nó vui đã nhá. Để nói đến cái đặt ra một câu hỏi, đây là xem một cái video cho nó vui. Đấy, khởi động buổi chiều hôm nay để trả lời cho câu hỏi làm sao để có một cuộc sống hạnh phúc. Giống như sáng nay ta nói là thầy hạnh phúc là thầy sẽ là như thế nào, mà trò hạnh phúc là sẽ thế nào. Thôi thì bây giờ ta nói rộng hơn, làm thế nào để có một cuộc sống hạnh phúc. Đó, khởi động tí nào. Bao giờ cuộc sống hạnh phúc khi phải có một mục tiêu trong cuộc sống để vươn tới. Ai mà không có mục tiêu trong cuộc sống vươn tới thì không thể gọi là hạnh phúc được. Đấy, một con báo, con sư tử đuổi con ngựa vằn mà biết rằng con ngựa vằn là vua của đồng cỏ mà lại ngồi trên một cái mô tô phân khối lớn nữa thì làm sao mà đuổi được. Nhưng cái mục tiêu của nó vẫn phải vươn tới là phải bắt cho được con ngựa vằn này. Đúng không? Và cuộc sống phải luôn mỉm cười. Đấy. Luôn mỉm cười và cười trong mọi tình huống. Khó khăn đến mấy rồi cũng phải cười. Đấy. Bực bội đến mấy rồi cũng phải cười và cười trong mọi tình huống. Thì đó là hạnh phúc. Và đặc biệt là biết chia sẻ hạnh phúc với người khác. Nhìn thấy hai con chó con đã gặm một khúc xương khô, mỗi con đã một đầu rồi thế mà vẫn gầm gừ nhau thì nó là không thể hạnh phúc được, đúng không? Đấy, phải biết chia sẻ hạnh phúc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đấy, phải luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đấy, nhìn hình ảnh một đứa bé ngã xuống có ba con chó nó đây đằng sau lưng, người kéo đằng trước. Đấy. Giúp được con người ở trong cuộc sống đó là hạnh phúc rồi. Và luôn vô tư. Chó mèo là luôn luôn là mâu thuẫn với nhau, người ta nói là như chó với mèo. Thế mà bây giờ lại mèo lại còn chơi trò chơi bịt mắt bắt dê với chó thì đúng là vô tư thật. Cảm thấy thế là hạnh phúc, đúng không? Và biết cách hòa hợp với những kiểu người khác nhau. Trong một xã hội của thế giới phẳng như hiện nay, việc chuyển cư, việc người vùng này đến với vùng kia là chuyện rất bình thường. Nhưng quan trọng nhất là biết hòa hợp với những kiểu người khác nhau. Nào là thỏ này, nào là vịt này, nào là gà, nào là lợn, này, heo này, nào là mèo này. Nhưng mà vẫn sống hòa hợp với nhau. Đó là hạnh phúc. Và cuộc sống cũng phải luôn biết giữ tính hài hước. Đấy, luôn giữ tính hài hước. Cái gì đấy Nang ơi? Dạ. Giơ tay làm gì đấy? Đấy, phải giữ tính hài hước đấy, rất hài hước. Ông đi săn hươu mà hươu nó ngồi trên đầu rồi mà vẫn không biết. Đấy. Hài hước chưa? Mà giữ được tính hài hước đó là hạnh phúc rồi. Và bình tĩnh khi điều bất ngờ xảy ra. Đấy. Ba ông đàn ông đi toilet mà bất ngờ một con gấu nó vào, nó đứng bên cạnh, nó cũng đi toilet, đi vệ sinh giống như ba ông kia, thì điều bất ngờ có thể xảy ra, cũng hãy bình tĩnh. Đấy. Vâng, xin phép xin lỗi thầy Vinh ạ. Ơi. Thế thầy chia sẻ cái file mà thầy vừa vừa mở ạ, bởi vì thầy bây giờ đã đang là share cái folder thôi, còn chưa share cái file thầy mở lên. À, rồi, xe rồi. Thầy Đang chia sẻ đây. share lại cái file thầy mở, thầy đang đọc ạ. Đang chia sẻ rồi đây. Chưa 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 nhìn thấy đâu. Thấy chưa? Xe xong thầy share tiếp cái file mà thầy vừa mở.
Nghe rồi đấy chứ. Chưa thấy ạ. Xe rồi. Sao giờ lại không thấy nữa? Vâng, thầy ấn vào nút share screen, thầy chọn cái file mà thầy muốn share. Được chưa? Dạ được, bây giờ mới thấy đấy. Vâng. Vâng, ok. Đấy, bây giờ đặt câu hỏi là làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc thì nói lại, đúng không? Đấy, bây giờ không nói nữa mà bây giờ là xem tiếp cho đến cái đoạn kia. Đấy, phải có một mục tiêu trong cuộc sống để vươn tới này. Hai là luôn mỉm cười này. Đấy. Và cười trong mọi tình huống. Rồi, biết chia sẻ hạnh phúc với người khác. Chứ đừng có gầm gừ theo kiểu hai con chó con như thế này. Ôm một khúc xương khô rồi vẫn gầm gừ. Đấy. Và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Và luôn vô tư. Đấy. Sống như chó với mèo rồi mà vẫn vô tư. Chơi trò bịt mắt bắt dê. Và biết hòa hợp với những kiểu người khác nhau trong một xã hội không biên giới như hiện nay thì chuyện này là rất bình thường. Đấy. Và luôn giữ tính hài hước. Đấy. Một ông đi săn hươu, đi săn nai mà bây giờ hươu nai đang ngồi trên đầu rồi mà vẫn không biết thì đúng là hài hước thật. Nhưng mà ta cũng xem đây là cuộc sống, phải có những lúc bông đùa, phải có những lúc vui chơi là chuyện bình thường. Và bình tĩnh khi điều bất ngờ xảy ra, ta đang dừng lại ở đây đúng không? Đấy. Một bốn ba ông đàn ông đi vào nhà vệ sinh, bất thình lình có một con gấu nó cũng đi vệ sinh thì cũng xem đó hãy rất bình tĩnh, giống như là Phượng mà lỡ có anh nào trong lớp mà lại cầm vào tay thì cũng phải bình tĩnh khi điều bất ngờ xảy ra nhá. Và biết cách tha thứ cho người khác. Đấy, phải dùng cái triết lý tha thứ để có thể tha thứ cho người khác, dù có thể đó là lỗi lầm thì cũng phải biết cách tha thứ và giải quyết được vấn đề đó thì đó là hạnh phúc. Và phải có những người bạn tốt. Đấy, cuộc sống phải có những người bạn tốt. Và làm việc với tinh thần tập thể. Hãy luôn luôn làm việc với tinh thần tập thể. Hình ảnh một con chó rất là to ngồi đằng dưới, con chó nhỏ ngồi đằng trên và con mèo đứng trên lưng con chó nhỏ để lấy cái đồ ở trên này, để ba cái ba tên là cùng sử dụng với nhau. Nên làm việc phải luôn với tinh thần tập thể. Cho nên cái làm việc nhóm các thứ là như thế, với tinh thần tập thể. Và coi trọng những phút giây họp mặt gia đình. Phải luôn coi trọng những phút giây họp mặt gia đình. Đi đâu thì đi, về làm gì thì làm, nhưng phải nhớ về nhà. Coi trọng những phút giây họp mặt gia đình và luôn giữ gìn tình bạn bè. Đấy, có bạn được đã khó, giữ bạn được còn khó hơn. Đấy, giữ gìn tình bạn bè đó là hạnh phúc. Và quan tâm tới người khác. Đấy, luôn quan tâm tới người khác. Đấy. Và hãy tự tin và tự hào bản thân. Đấy, hình ảnh một con mèo nó soi gương, nó cảm giác nó là một con sư tử. Đấy. Hãy tự tin và tự hào bản thân. Được như thế thì là quá hạnh phúc, đúng không? Và tôn trọng những kẻ yếu, phải biết tôn trọng kẻ yếu. Đấy, hình ảnh một đàn chó săn, nhưng mà có con mèo đi qua thì nó biết rằng mèo là so với đàn chó săn này là những kẻ yếu rồi, thì nó nhường cho đi qua, không hề có một biểu hiện gì là đe dọa cả. Và cũng nên biết thư giãn một chút, thí dụ như chiều nay học xong rồi ta cũng có thể đi đi ra một tí. Đấy, rồi là uống rượu một tí, hút thuốc lá một tí, nằm relax một tí, có chuyện rất là bình thường. Đấy, cũng biết thư giãn cho đúng, đừng quá lao đầu vào mà làm mà chết, coi như là bỏ sức, bỏ thời gian đi là không được, mà phải có thỉnh thoảng phải có thư giãn. Đấy, cho nên mấy bà vợ cũng yên tâm thỉnh thoảng cho chồng nó bù khú với bạn bè tí nhá. Đấy, rồi cho nó tham gia vào chỗ này chỗ kia một tí, đừng có cứ bắt nó ở nhà mãi là cũng được. Và sau khi vui vẻ thì phải làm việc chăm chỉ.
Nhàn cư vi bất thiện, cho nên phải làm việc chăm chỉ và biết chấp nhận thử thách. Đấy, hình ảnh một con chuột muốn tìm hiểu một cái mồi trên này thì nó phải đội mũ bảo hiểm. Thấy không? Biết chấp nhận thử thách nhưng mà phải lo trước cái thử thách cho đi. Chứ nếu không nó đập phát chết ngay đấy. Biết chấp nhận thử thách đấy, đội mũ bảo hiểm. Mà cuộc sống chấp nhận thử thách thì đó là một quá trình vượt ngưỡng. Mà cảm thấy như thế mà ta thử thách đạt được, nó ta hạnh phúc. Và đừng quá đam mê tiền. Giống như con mèo này, nằm ngủ mà còn phải ôm cả tiền nữa thì buồn lắm. Cho nên là đừng quá đam mê tiền. Và hãy dũng cảm đối mặt với kẻ thù. Đấy. Trước một con thỏ, trước một con chó sói, thì con thỏ nó đang tưởng tượng, nó đang ăn thịt con chó sói. Để vượt qua cái sự sợ hãi, đó nghĩa là phải luôn luôn dũng cảm đối mặt với kẻ thù. Và dù cuộc sống đặt ta giữa quá nhiều ngã rẽ, thì hãy là chính mình. Chúng ta thấy không? Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, đèn tím, không biết bao nhiêu là cái loại đèn này giữa một cái trục đường giao thông, không biết là ngã 5 hay ngã 7 hay là ngã 10 hay là ngã 11 hay ngã 50 nữa. Nhưng hãy là chính mình. Dù cuộc sống còn đặt ta giữa quá nhiều ngã rẽ thì hãy là chính mình. Đây là một cái thông điệp. Đấy, gọi là thông điệp vì một cuộc sống hạnh phúc. Đấy. Bây giờ ta lại tiếp tục cái vấn đề của chúng ta. Đấy không? Của ngày hôm nay ta một cái thông điệp thế thôi. Để chúng ta có thể hình dung ra cái cuộc sống nó cũng nhiều mến thương nhưng cũng có rất nhiều phức tạp. Và rất nhiều sự thử thách và gian nan chúng ta phải vượt qua. Bây giờ ta quay lại sáng nay ta đang dừng lại ở đây. Ta đang dừng lại ở đây. Và ta sẽ thống nhất với nhau là đầu giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái này. Đúng không? Bây giờ ta sẽ tiếp tục vấn đề này. Yêu cầu bồi dưỡng chuyên môn đối với giáo viên thì bây giờ mới đặt ra câu hỏi là trước yêu cầu cái thực hiện chương trình 2018 mà ta đã từng được bồi dưỡng, ta đã từng được đọc, ta đã từng nghiên cứu thì thầy cô có thể thực hiện được những công việc gì rồi? Và những công việc gì còn chưa thực hiện được? Thử hãy kể cho các bạn nghe. Hãy kể cho cả lớp cùng chia sẻ là mình có thể sẽ thực hiện được công việc gì cho cái chương trình 2018 năm sau, bắt đầu từ lớp 10, và những công việc gì còn chưa thực hiện được. Hãy thử kể. Nào, suy nghĩ cái này trong vài ba phút để trả lời nào. Bắt đầu. Hãy suy nghĩ câu hỏi này trong vài ba phút để trả lời.
Nào, bạn nào có thể? Cái này thì chúng ta tự đặt ra, tự nêu lên được, không có cái gì khó cả. Vì chính bản thân mình tự đánh giá mình mà. Nào bạn Cẩm Nang nào. Alo. Em rồi, xin mời bạn Cẩm Nang. Em xin trình bày một số ý kiến qua cái câu hỏi của thầy vừa nêu lên. Thứ nhất là theo cái yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 á, thì đối với bản thân em á, là em thực hiện được thứ nhất đó là về cái điều chỉnh cái phân phối chương trình cho nó phù hợp á. Có nghĩa là theo cái giảm tải của bộ vừa mới nêu. Cái thứ hai là đổi mới phương pháp cũng như là kiểm tra đánh giá trong cái dạy học hiện tại của mình. Thứ nhất là xưa thì mình dùng ít phương pháp hơn, sau này mình được tiếp cận một số phương pháp mới, ví dụ như phương pháp trò chơi, phương pháp đóng vai, rồi phương pháp thảo luận nhóm vân vân. Mà trong cái quá trình dạy học thì em sử dụng cũng còn ít phương pháp, nghĩa là em chỉ sử dụng đa phần là phương pháp thảo luận nhóm và trò chơi là nhiều. Còn về cái kiểm tra đánh giá như là em cũng có đổi mới nhưng mà nó chưa có được nhiều, và tại vì mình còn mới có tiếp nhận đối với chương trình mới, cho nên nói chung là thách thức là mình đối diện với quá nhiều cái đổi mới, cho nên mình chưa có được thực hiện được sâu rộng nhiều vấn đề ở trong cái chương trình giáo dục phổ thông. Em xin hết ý kiến của em. Rồi, rất cảm ơn bạn Cẩm Nang đã chia sẻ ba vấn đề. Một là cũng đã điều chỉnh phối được cái việc là phân phối cái chương trình dạy học cho nó phù hợp hơn trong cái chương trình giảm tải của bộ. Tất nhiên là chưa nói đến cái chương trình 2018, đúng không? Tổ chức dạy học nó đa dạng hơn, có nghĩa là sử dụng phương pháp nó linh hoạt hơn, tốt hơn. Kiểm tra đánh giá thì lại chưa điều chỉnh được nhiều. Có nghĩa là phải có những cái tốt, có cái chưa tốt trong ba vấn đề đó. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ mời bạn khác nào. Mạnh dạn lên. Đi học phải tham gia tích cực, mạnh dạn lên cho nó vui vẻ. Phải có tương tác, chứ nếu không một mình thầy nói lại bảo thầy hay nói mà chỉ dành hay nói cả. Đến khi mời ta nói thì ta lại chả thấy đâu. Nào. Nguyễn Huyền Trân nào, Huyền Trân công chúa đâu rồi? Dạ, em chào thầy ạ. Ôi, xin mời Huyền Trân, Nguyễn Huyền Trân. Dạ, với câu hỏi thầy thì em cũng xin chia sẻ một chút xíu, là cũng giống như cô Nang vừa trình bày, thì cũng mình cũng đã nắm bắt thêm được một số cái xây dựng chương trình, cách xây dựng chương trình sao cho phù hợp với chương trình mới, thay đổi cái tiết dạy cho nó theo cái chương trình rút gọn hơn. Và qua các lần tập huấn thì cũng có biết được cái kỹ năng, biết cái cách để mà xây dựng kế hoạch giáo dục, xây dựng kế hoạch bài dạy cho phù hợp để lấy học sinh làm trung tâm và sử dụng những phương pháp mới để giúp phát triển được năng lực phẩm chất của học sinh. Còn một số cái chưa có thực hiện được hết đó là có thể là chương trình mới thì chưa có thực sự là áp dụng vào trong trường hiện tại, là còn chờ năm sau nữa đối với cấp trung học phổ thông. Cho nên là hiện tại là chỉ biết cái cách để xây dựng bài dạy và cũng xây dựng được một số bài để làm minh họa trong trong những lần tập huấn thôi, chứ cũng chưa có xây dựng đầy đủ hết, chưa có xác định được hết những cái kế hoạch bài dạy cho từng bài cho cái chương trình mới ạ. Ok. Có nghĩa là mình đang chưa thực hành cụ thể, cho nên là chưa xác định rõ được cái việc gì chưa thực hiện được, đúng không? Nhưng mà ít nhất là mình cũng nên dự báo nhá. Thôi, cảm ơn em. Dạ. Bây giờ mời bạn Nguyễn Huỳnh Thu nào. Huỳnh Thu ơi. Dạ em nghe thầy ơi. Huỳnh Thu nghe thầy. Huỳnh Thu chia sẻ thế nào, nghe rồi. Dạ thưa thầy, thì theo em thì cũng giống như lại là hai câu trước giờ phát biểu, thì em cũng có một số cái những việc thì thực hiện được là
về cái mà phân phối chương trình thì cũng điều chỉnh cho nó phù hợp với lại là chương trình mới hiện nay. Còn về phương pháp dạy thì mình cũng phải điều chỉnh một số phương pháp sao cho nó phù hợp với lại chương trình mới để cho học sinh nó tiếp thu nó dễ hơn đó thầy. Đấy là lấy học sinh làm trung tâm. Dạ. Em xin có một số ý kiến vậy ạ. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ mời bạn Kim Tiến nào. Bộ trưởng Bộ Y tế ơi. Hưu thì Kim Tuyến nào. Đấy, Kim Tiến không thấy đâu. Bạn Diệu An nào. Dạ vâng, em xin chào thầy. Em xin có một số ý kiến ạ. Đối với em thì cảm nhận khi mà trước khi có chương trình phổ thông mới và trước khi được tập huấn thì em thấy là bản thân nó chưa có chỉ tập trung vào và soạn cái giáo án nặng về cái dạy chữ, nặng về cái dạy chữ và nặng về lý thuyết. Truyền thụ kiến thức thì nó một chiều, lấy thầy giáo làm trung tâm thôi. Và giảng dạy thì chưa có được thực chất, chỉ là lên lớp để truyền đạt kiến thức một chiều rất là khô khan và chưa có khai thác được nhiều cái thiết bị công nghệ vào trong cái bổ trợ cho cái quá trình dạy học. Còn một số năm gần đây thì sau khi đã áp dụng một vài tiết để thực hành cái chương trình mới thì em thấy là em biết được cái cách xây dựng cái kế hoạch dạy học theo hướng mới và em có xây dựng cái kế hoạch theo cái hướng nghiên cứu bài học ở trong tổ chuyên môn, cũng như là xây dựng được một cái tiết để dạy học STEM cho học sinh. Thì giống như các cô đã nói thì người học làm trung tâm và chú trọng hơn vào cái việc về cái việc là thực hành và thực nghiệm hơn so với cái giai đoạn trước ạ. Dạ xin cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn em đã chia sẻ tương đối rõ nét về những vấn đề làm được và chưa làm được. Mời bạn Phạm Quang Trung nào. Phạm Quang Trung giống như học viện, giám đốc tên học giám đốc học viện tôi. Phạm Quang Trung ơi. Dạ em nghe thầy ơi. Ôi anh là tên giống như giám đốc học viện tôi. Dạ cảm ơn thầy. Gọi này nhiều khi tôi giật mình, tôi bảo lơ mơ mình gọi Phạm Quang Trung này, ông Trung mà đi ngoài ông nghe được không thì tưởng gọi ông. Dạ. Xin mời Trung chia sẻ nào. Dạ thì em cũng có những cái ý giống các cô chia sẻ rồi, thì cũng có cái thay đổi, tức là có cái cập nhật về cái chương trình giáo dục cho phù hợp với các thông tư của bộ. Còn cái hướng của 2018 thì cũng có những cái giống như là mình cần phải hoàn thiện từ từ đó thầy, không có gọi là qua từng bước, để tức là mình phải tiếp cận qua bồi dưỡng rồi tiếp nhận các cái kinh nghiệm mà được truyền đạt từ các thầy cô, rồi thì mình sẽ hoàn thiện để khắc phục mấy cái mình chưa làm được. Thì em xin hết ạ. Rồi. Cảm ơn thầy. Rất là cảm ơn anh Trung. Đấy, như vậy là chúng ta cũng đã rất là nhiều ý kiến chia sẻ, tôi chưa gọi thêm nữa. Nhưng mà cũng như thế cũng đủ có thể khái quát được. Có nghĩa là chúng ta cũng phải đổi mới, nhưng không phải đổi mới một cách ào ạt như là mưa mùa hạ vậy. Mà chúng ta là mưa dầm thấm lâu, đổi một cách liên tục và thường xuyên để đáp ứng với sự thay đổi của chương trình. Thí dụ tôi cam đoan rằng bây giờ các việc thầy cô thực hiện được, có nghĩa là chúng ta hiểu về chương trình, chắc chắn là chúng ta phải cố gắng là thực hiện được những công việc đó là đã hiểu chương trình. Về cơ bản phải đọc chương trình và đã hiểu chương trình và có thể triển khai được một cách bước đầu tất cả những cái nội dung yêu cầu của chương trình. Và giống như bạn hồi nãy chia sẻ là biết xây dựng được kế hoạch bài dạy, biết thay đổi cái cách đánh giá để mà hướng tới phát triển năng lực học sinh.
Nhưng tất nhiên về mặt kỹ thuật thì tôi cam đoan rằng rất nhiều người chưa có thể làm được, thực hiện được một cách thấu đáo cái cách đánh giá theo phát triển năng lực. Vì cái này hơi khó đấy, kể cả thông tư 22 hướng dẫn rồi. Khi làm thế nào chúng ta cũng lung tung. Cho nên cái khó nhất ở đây của chúng ta là chưa xác định hết được những cái khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình trong năm 2022-2023. Chắc chắn là đang còn nhiều cái thay đổi. Thí dụ như sáng nay tôi cũng đã nói là cái chương trình giáo dục hoạt động trải nghiệm chẳng hạn. Tất cả những người ngồi đây chưa thể hình dung hết hoạt động trải nghiệm sẽ hoạt động như thế nào. Tôi là hiện nay tôi đang là chủ tịch hội đồng thẩm định sách hoạt động trải nghiệm của bậc tiểu học. Đó. Và đang thẩm định xong cái sách lớp 3 và sẽ thẩm định sách lớp 4 và lớp 5. Nhưng qua thực tế của lớp 1, lớp 2, lớp 3 đã thẩm định xong thì nhiều thầy cô ở bậc tiểu học, nhiều hiệu trưởng ở bậc tiểu học cũng cảm thấy rất là bối rối. Rất khó cái quá trình thực hiện trong thực tiễn các nhà trường hiện nay. Mà một tuần 3 tiết cho hoạt động trải nghiệm. Mà đánh giá ở đó chủ yếu là nhận xét chứ không có điểm. Ủa nhau hả? Được hoài. Hoạt động giáo dục nó không đánh giá cho điểm mà hoạt động bằng đánh giá, nhận xét và tự đánh giá là chính. Cái khó nó là những cái khó thôi. Cho nên là chúng ta chưa xác định hết là đúng. Thì tôi chỉ nêu một số một vấn đề như thế để chúng ta có một cái tâm thế để chuẩn bị cho những cái hoạt động giáo dục kế tiếp. Từ đó để ta thấy được là chúng ta phải đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đúng không? Mà dựa trên sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Đây. Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề. Và quy trình này thì bây giờ không phải bây giờ mới nói, mà nó đã quá lâu rồi. Nói lâu rồi, nhưng vấn đề là chúng ta không quyết liệt để làm, không quyết tâm để làm và không làm thường xuyên. Cho nên dẫn tới nó vẫn là đầu voi đuôi chuột trong cái đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học này. Và cả thế giới người ta là sinh hoạt chuyên môn, không có sinh hoạt chuyên môn theo kiểu hành chính đơn thuần như mình đâu. Không đều sinh hoạt chuyên môn hành chính như mình, mà nó phải hướng tới luôn luôn sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học để tổ chuyên môn cùng hợp tác, cùng cộng tác để giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn. Đấy. Và nghiên cứu sư phạm ứng dụng mà ta hay còn gọi là viết sáng kiến kinh nghiệm. Nhưng lâu đến giờ cái sáng kiến kinh nghiệm của ta đa số, tôi không nói là toàn diện, nhưng đa số là dạng đối phó. Dạng đối phó. Làm cho có. Rồi cuối năm nhà trường áp lực. Nếu là giáo viên giỏi thì lại phải có sáng kiến kinh nghiệm. Và nó trở thành chỉ tiêu, chứ không phải trở thành cái hoạt động thường xuyên của giáo viên trong nghiên cứu sư phạm ứng dụng là mang lại những cái lợi ích trong dạy học giúp cho giáo viên phát triển chuyên môn thông qua nghiên cứu sư phạm ứng dụng. Và thông qua cái này chúng ta có thể đánh giá được giáo viên. Thế thì từ đó này, từ cái nhận diện này này, ta mới thấy rằng thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên phổ thông nói chung và giáo viên trung học phổ thông nói riêng cũng đã diễn ra bằng các giải pháp khác nhau. Là thí dụ như bồi dưỡng giáo viên sư phạm chủ chốt trong chương trình ITF của 9 module mà 6 module chúng ta học trực tiếp rồi. Đấy, giải pháp là đẩy mạnh cái nghiên cứu sư phạm ứng dụng của khoa học giáo dục vào trong thực tiễn dạy học. Rồi biết hướng dẫn giúp chúng ta biết xây dựng kế hoạch bài dạy mà bộ cũng đã có cái công văn 5512 đấy để mà hướng dẫn cho các nhà trường. Nhưng mà hiện nay nó báo chí như sáng nay tôi nói là rồi ý kiến giáo viên cũng rất là đa chiều, nhưng theo tôi nghĩ cái đó là cái mà gợi ý thì được, chứ cái bắt là không được. Không có cái gì là mẫu cả. Đã gọi là mở và linh hoạt thì mỗi người sẽ có cách soạn giáo án khác nhau. Nhưng quan trọng nhất là phải đạt được chuẩn đầu ra. Cho nên cái kế hoạch bài dạy chính là hệ thống giáo án.
xác định nội dung, xác định mục tiêu. Thí dụ môn tin học ở lớp 10 thì một bài như thế xác định nội dung và dạy cái nội dung đó với những nội khung khác, thì chúng ta tổ chức dạy học nào trên cái kế hoạch dạy học của ta. Rồi tăng kết nối nhà trường với cơ quan quản lý giáo dục, đó là phòng giáo dục hoặc sở giáo dục, và phối hợp được các bộ phận chức năng. Đó là hệ thống giải pháp để giải quyết một cái thực trạng là gì? Cái hoạt động tập huấn của chúng ta hiện nay nó hơi cấp tập. Chúng ta lại vừa phải dạy, lại vừa rồi, thời gian vừa rồi là người ta cũng kêu ca rất nhiều đến một cái thực trạng là cái bồi dưỡng công tác chuyên môn để thực hiện chương trình 2018 quá cấp tập và gấp rút. Giữa cái quá trình vừa tổ chức dạy học lại vừa đi tập huấn, cho nên hiệu quả nó nhiều khi nó không cao. Cho nên sức lan tỏa của cái này xuống đến địa phương là bồi dưỡng đại trà ở từng địa phương, nó liên quan đến kinh phí, liên quan thời gian, nó không đồng bộ. Hoạt động tập huấn triển khai nó tự thực gọi đồng bộ không? Nói đồng bộ thì có đồng bộ ở bậc vĩ mô, nhưng chưa đồng bộ ở bậc vi mô. Phương án bồi dưỡng cơ bản là thống nhất trong toàn quốc là lấy bồi dưỡng giáo viên chủ chốt làm nền tảng và lan tỏa đến các giáo viên khác. Thí dụ như mỗi trường cử, mỗi tỉnh như vậy cử khoảng mỗi môn 5-6 giáo viên về, rồi từ 5-6 giáo viên cốt cán đó để lan tỏa xuống giáo viên đại trà. Nhưng mà thực tế hiện nay là khó khăn vì lại lấy kinh phí của từng địa phương, và tùy từng địa phương kinh phí đến đâu thì tổ chức đến đấy, cho nên nơi giàu mà nơi lắm tiền thì người ta làm rất là dễ dàng và làm tốt, nhưng nơi không có tiền thì nó lại vướng mắc bằng kinh phí. Nhưng thực tế hiện nay nó đang tồn tại rất nhiều thách thức, và chúng ta hồi nãy cũng nói là chưa xác định hết. Cho nên rất nhiều nhà trường cứ nghĩ rằng là phải chọn sách giáo khoa, là lấy một cuốn sách nào đó và cứ mặc định là dạy cuốn đó. Ví dụ chúng ta chọn cái cuốn tin học của nhóm cánh diều chẳng hạn, thì ta lại cứ nghĩ rằng là ta dùng cánh diều mà ta lại không dùng cái sách của cái nhóm khác là nhóm kết nối tri thức hoặc chân trời sáng tạo. Mà hiệu trưởng nói rằng không được dùng những sách đó là hiệu trưởng sai. Sở nào nói không được dùng các sách đó là sở đó cũng sai. Chọn là chọn, nhưng không có nghĩa là chọn là không dùng để tham khảo các bộ sách khác. Giáo viên có quyền sử dụng các bộ sách khác để dạy theo chương trình. Đấy, chúng ta phải hiểu được bản chất. Thì hiện nay những thứ đó rất nhiều nhà trường chưa hiểu, và rất nhiều giáo viên cũng chưa hiểu, và bộ cũng không làm rõ được cái này hiện nay. Cho nên nhiều nhà trường chắc chắn sắp tới đây chọn sách và sử dụng sách sẽ là lúng túng. Đấy là những cái mà đang xảy ra. Rồi cách dạy tích hợp là dạy thế nào? Dạy tích hợp rồi đánh giá trong tích hợp và đánh giá trong phân hóa thì sẽ thế nào? Các môn về khoa học tự nhiên, các môn về khoa học xã hội, rồi các môn tự chọn, nó sẽ thế nào? Rất nhiều giáo viên, rất nhiều hiệu trưởng chưa hiểu sâu sắc vấn đề này. Đây là bài toán nan giải đấy, để chúng ta hiểu được cái thực trạng chúng ta hiện nay, để chúng ta cố gắng chúng ta vượt qua được cái ngưỡng đó, rồi sau một lớp 10 quen rồi sang lớp 11 sẽ là có sự thay đổi, và lớp 12 sẽ là tốt, và một vòng kế tiếp thì chắc chắn là sẽ ổn định thôi. Giống như cô gái về nhà chồng, lúc đầu bỡ ngỡ rất là nhiều thứ, mà lại cô gái con nhà giàu mà cả đời lại không biết nấu ăn nấu uống gì cả, để về làm dâu ở những cái vùng thôn quê nữa thì thôi là gay gò. Nhưng rồi lâu dần đời mình cũng quen, lâu rồi cũng quen, nếu biết học tập, nếu biết rút kinh nghiệm, và từ đó để cái thực trạng này, để chúng ta hiểu cái đặc điểm lao động sư phạm và yêu cầu phẩm chất năng lực để chúng ta tự bồi dưỡng bản thân là gì. Trước hết chúng ta phải hiểu được đặc điểm lao động sư phạm, hiểu được yêu cầu phẩm chất năng lực thông qua chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông đã được ban hành, để chúng ta hiểu được vị trí giáo viên, đặc điểm lao động giáo viên, và đặc điểm lao động này gắn liền với năng lực và phẩm chất gì được quy định trong chuẩn nghề nghiệp phổ thông. Rất nhiều giáo viên hiện nay chúng ta đang ngồi ở đây này,
đọc cái này cũng lướt qua lướt phớt thôi, chứ nó cũng không phải là quyết tâm lắm. Đấy. Cho nên nhiều khi nó cũng đang hiểu sai vấn đề. Từ đó để ta thấy được là gì? Trước hết, ta thấy rằng lao động của người giáo viên có một đặc điểm hết sức quan trọng. Đó là nó không được trí, đây là một lao động trí tuệ và trí tuệ đặc biệt. Trí lao động trí tuệ đặc biệt. Và cái này không được cài sẵn. Nó ở trường đại học cũng dạy cho ta những kiến thức cơ bản thôi. Cho nên khi chúng ta sử dụng những kiến thức cơ bản vào trong quá trình tổ chức dạy học thì chúng ta phải tư duy và chúng ta phải linh hoạt. Mà muốn tư duy, muốn linh hoạt thì chúng ta phải tích lũy kiến thức, biến thành vốn tri thức riêng của bản thân mình. Và từ tri thức riêng của bản thân mình, căn cứ trên chương trình thì chúng ta phải chọn lọc kiến thức, tìm kiếm kiến thức, phương pháp dạy học, giáo dục nó phù hợp với học sinh của trường mình, phù hợp với môn học của mình. Văn nó có phương pháp dạy văn, toán nó có phương pháp dạy toán, tin nó phương pháp dạy tin, giáo dục thể chất nó có phương pháp dạy học ở ngoài trời và trong phòng học. Thì chúng ta cũng thấy có dạy, có phương pháp dạy học lý thuyết, có phương pháp dạy học thực hành trên máy. Thì đó là phương pháp dạy học bộ môn. Thì chúng ta phải chọn lựa kiến thức, tìm kiếm hình thức phương pháp dạy học, giáo dục phù hợp với học sinh của nhà trường mình. Và hiểu bản thân chúng ta phải tìm hiểu học sinh, khả năng đồng cảm, thấu cảm đối với học sinh. Thì lúc đó mới đồng hành cùng với các em được. Đấy, chúng ta hiểu được đặc điểm đó. Cho nên chúng tôi hay nói rằng là lao động của người giáo viên là một lao động cô đơn. Cô đơn vì sao? Vì một mình đứng ở trên bục giảng. Cùng một lúc ông phải suy nghĩ, huy động tri thức, lựa chọn tri thức, sử dụng phương pháp, rồi đưa tay đưa chân, rồi phải đồng bộ. Phải là ngôn ngữ, rồi ngôn ngữ cơ thể, nó phải đồng bộ. Và phải kiểm soát được cảm xúc bản thân, kiểm soát được bài dạy. Cho nên lao động chúng ta là lao động cô đơn, không ai giúp đỡ bên cạnh, không ai có gọi là ôi bạn Thu ơi giúp mình tí, bạn Diệu An ơi giúp mình tí. Đi dạy không ai giáo viên nào gọi được như thế cả. Đây cho nên đây là lao động cô đơn, lao động đặc biệt. Cho nên lao động có trí tuệ cao là ở chỗ đó. Và công cụ lao động chủ yếu của người giáo viên chính là khả năng, năng lực và nhân cách người dạy. Ở trên bục giảng, ở trên các hoạt động, ở trên quá trình tham gia tương tác với học sinh là công cụ động chủ yếu là năng lực, có nghĩa là hệ thống tri thức và nhân cách người thầy. Cho nên bất cứ một giáo viên nào, nghề giáo viên là nghề dùng nhân cách để giáo dục nhân cách. Cho nên quốc gia nào họ cũng quy định những phẩm chất năng lực của giáo viên cần phải có cả. Đó là chuẩn. Các nước phương Tây nó quy định chuẩn, nó còn chuẩn hơn chúng ta nhiều. Chính chúng tôi là những người tham gia và xây dựng chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, cũng tham khảo từ các nước, từ Anh, từ Mỹ, từ Úc, từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc, từ Singapore cả. Chứ không phải không tham khảo đâu, là tham khảo. Và thấy quốc gia nào họ cũng quy định rất rõ ràng về phẩm chất năng lực mà người thầy giáo, người giáo viên cần phải có, giống như chúng ta. Và sản phẩm lao động giáo viên cũng là sản phẩm đặc biệt. Sản phẩm này càng ít lỗi bao nhiêu thì mặc định xã hội càng tốt bấy nhiêu. Cho nên trong giáo dục, sản phẩm của giáo dục, sản phẩm của thầy cô giáo là không có sản phẩm lỗi, không được phép có sản phẩm lỗi, hạn chế một cách tối đa sản phẩm lỗi. Vì sáng nay tôi đã nói là một nhà giáo dục lỗi lạc của người Nga, Liên Xô cũ,
đã khẳng định là không có trẻ em hư, không có trẻ em lười, chỉ có thầy giáo, cô giáo vô tài bất dụng mà thôi. Cho nên từ đó ta thấy sản phẩm lao động sư phạm nó có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển xã hội và tương lai của một quốc gia. Cho nên đào tạo một người thầy giáo thì được cả một thế hệ. Được cả một thế hệ. Cho nên ngoài cái đào tạo ở trường sư phạm xong rồi thì tự đào tạo, tự phát triển bản thân vẫn là chiến lược số một của từng cá nhân. Vẫn là chiến lược số một của từng cá nhân. Tôi nhắc lại như thế. Chứ không có một cái trường quốc gia nào, một ngôi trường nào mà đào tạo suốt đời cho giáo viên được cả. Mà chẳng có thời gian nào để chúng ta đi tập trung như thế, tiền bạc nào, thời gian nào mà dạy. Chỉ có một con đường duy nhất là tự bồi dưỡng, tự phát triển, tự hoàn thiện bản thân. Cho nên cái lao động người giáo viên nó có, vừa có tính khoa học, lại vừa có tính nghệ thuật sáng tạo. Sáng tạo ở mọi tình huống để giải quyết các tình huống sư phạm nảy sinh trong quá trình dạy học và giáo dục. Và bản thân chúng ta phải khéo léo ứng xử sư phạm. Thì cái này trong trường sư phạm có bao giờ dạy hết được? Ta dạy là dạy những cái đại cương thôi chứ. Dạy những cái hay gọi là mẫu thôi chứ. Còn về đến An Giang thì cái mẫu đó nó có đúng nữa đâu. Và chúng ta phải vận dụng cái mẫu đó vào trong An Giang. Rồi từ An Giang như tôi là chuyển về thành phố Hà Nội thì tôi lại phải biến cái mẫu của An Giang, mẫu đại cương trong trường đại học về cái mẫu ở Hà Nội. Đây, cho nên chúng ta khéo léo trong ứng xử sư phạm như thế. Để làm sao cái quá trình tương tác giữa người dạy người học, người dạy và môi trường trở thành một cái khép kín trong quá trình phát triển toàn diện cho học sinh. Đấy. Và từ đó để ta khẳng định lao động sư phạm giáo viên là đi từ phẩm chất trẻ giáo, phát triển chuyên môn nghiệp vụ này, xây dựng môi trường giáo dục này, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội này, sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc hoặc khai thác công nghệ thông tin. Ưu điểm của chúng ta hiện nay là ứng dụng công nghệ thông tin này thì chúng ta là giáo viên tin rồi, cho nên cái này ta không phải bàn. Đấy, không phải bàn mà chúng ta phát huy. Thế bây giờ ta quay trở lại, đó là phẩm chất nhà giáo là gì? Là đạo đức nhà giáo, phong cách nhà giáo, tạo nên phẩm chất nhà giáo. Và chúng ta phải xây dựng, từng cá nhân phải xây dựng. Và chúng ta phát triển cái chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân. Một là phát triển chuyên môn nghiệp vụ bản thân. Hai là xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục. Giống như hồi nãy nói là chúng ta đã học và chúng ta đã biết làm. Rồi chúng ta biết sử dụng các cái hệ thống phương pháp sư phạm dạy học giáo dục. Và bổ sung, luôn luôn bổ sung đổi mới để tạo ra một sự linh hoạt đa dạng trong sử dụng phương pháp. Đấy. Chứ không dừng lại thuyết trình, cũng không dừng lại chỉ làm việc nhóm. Đấy. Mà có rất nhiều phương pháp khác, tí nữa ta sẽ nói. Rồi công tác kiểm tra đánh giá, quan trọng nhất là học là phải được đánh giá, phải được kiểm tra. Không có quốc gia nào mà học mà không kiểm tra, không đánh giá. Mà họ sử dụng nhiều cái hình thức, cách thức khác nhau. Nếu như văn hóa càng cao, độ tự giác càng cao thì cái mức độ đánh giá lại hướng tới tự đánh giá là nhiều. Nhưng chúng ta chưa đạt đến cái đó thì chúng ta lại phải sử dụng các phương pháp đánh giá khác. Rồi ngoài ra, bản thân giáo viên cũng phải tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh. Cho nên chúng ta phải phát triển chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tất cả năm cái vấn đề lớn này trong quá trình tổ chức dạy. Ngoài ra, mỗi giáo viên còn phải xây dựng môi trường giáo dục, xây dựng văn hóa nhà trường. Đấy. Xây dựng, thực hiện cái quyền dân chủ trong nhà trường. Và cái này đều có quy định cả đấy nhá. Đều có quy định. Và thực hiện xây dựng nhà trường an toàn phòng chống bạo lực học đường. Đấy. Thì đây cũng là ba nội dung lớn trong xây dựng
cái môi trường giáo dục mà bản thân chúng ta và tạo nên cái sự tương tác lớn trong cái hoạt động này. Tôi thấy là hiện nay thí dụ như là ông bạn tôi ở trường, ở học viện đây này, đã đưa ra một vấn đề tôi thấy là rất hay để nhận diện đúng cái nghề giáo của chúng ta. Ông đã có một cái bình luận là giáo viên có phải chỉ là giáo viên không? Ấy đặt ra một câu hỏi rất là hay, mà tôi thấy là hợp lý là giáo viên có phải chỉ là giáo viên không? À. Cho nên giáo viên trở thành, cũng có thể trở thành người bạn của học sinh, giáo viên có thể trở thành cái bác sĩ của học sinh, giáo viên cũng có thể trở thành nhà tư vấn đối với phụ huynh và học sinh. Giáo viên cũng trở thành một nhà tâm lý đối với giáo viên, đối với học sinh để tư vấn. Và giáo viên cũng có thể trở thành những nhà bảo mẫu để dạy dỗ, giúp đỡ, nuôi dưỡng các em. Ngay thí dụ những cái trường mà nó là học cả ngày chẳng hạn, mà người ta đang khuyến khích trung học và thông học. Cho nên hình ảnh người giáo viên, lao động người giáo viên nó đặc biệt. Rồi phát triển cái môi trường, cái quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Và đây trở thành những cái nguyên lý giáo dục. Và chúng ta biết rằng là học sinh đến trường nếu không học bán trú thì chỉ có 4 đến 5 tiếng thôi. Còn học bán trú giỏi lắm đến 8, 9 tiếng. Sau đó nó bước ra xã hội và về với gia đình. Thế thì có phải thầy cô, nhà trường quản lý được hết tất cả đâu. Mà phải kết hợp để tạo dựng mối quan hệ hợp tác giữa cha mẹ và người giám hộ hoặc của học sinh hoặc các bên có liên quan. Thực hiện các hoạt động dạy học giáo dục ở địa phương. Phối hợp thực hiện giáo dục đạo đức lối sống ở địa phương. Ngoài ra giáo viên còn phải biết sử dụng ngoại ngữ tiếng dân tộc nếu ở vùng dân tộc. Thí dụ như chúng ta ở đồng bào vùng đồng bào Chăm, chúng ta phải biết tiếng Chăm. Chúng ta biết ở đồng bào dân tộc Khmer, chúng ta phải biết tiếng Khmer để vận động bà con để kết hợp trong vấn đề giáo dục, vân vân và vân vân. Nhưng hiện nay nếu không phải những vùng đó thì chúng ta phải biết sử dụng ngoại ngữ tốt nhất để khai thác các cái nguồn thông tin hỗ trợ cho quá trình tổ chức. Đấy, chúng tôi nói rõ thêm tất cả những cái vấn đề như thế để ta thấy rằng là quốc tế, kinh nghiệm quốc tế người ta cũng có những cái quy định rất là rõ nét chi tiết về bồi dưỡng bản thân này. Giáo viên tự bồi dưỡng ở Pháp, nó yêu cầu giáo viên là phải tự chủ và phải có tính thực tiễn trong tự bồi dưỡng phát triển bản thân. Nó quy định rất rõ. Ở Phần Lan, họ cũng tạo một cái sự đa dạng thường xuyên và có rất nhiều tổ chức tham gia vào quá trình bồi dưỡng giáo viên. Đấy. Rất đa dạng. Ở Thái Lan thì người ta đã yêu cầu bồi dưỡng giáo viên là phải tập trung. Đấy. Đòi hỏi cao hơn. Chứ nó không có cái chuyện là tự học ở nhà rồi là bồi dưỡng mà phải tập trung. Tất cả bồi dưỡng giáo viên là phải tập trung. Đấy. Và ở Hàn Quốc thì bắt buộc là phải đạt được 180 giờ bồi dưỡng thường xuyên. Đấy. Phải đạt được 180 giờ bồi dưỡng thường xuyên ngoài những cái bồi dưỡng bắt buộc. Thế ở ta cũng bắt buộc là 120 giờ phải đạt được bồi dưỡng thường xuyên. Thì cái này tôi thấy là bình thường. Các quốc gia khác được thế. Và bây giờ ta thấy rằng họ luôn luôn chú trọng đến bồi dưỡng giáo viên chuyên môn
người ta gọi là phát triển chuyên môn liên tục. Các nước người ta gọi là phát triển chuyên môn liên tục dành cho giáo viên. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài tập sau đây. Đấy. Và cái nhớ rằng là cái quy trình chung để phát triển chuyên môn là phải xác định được mục tiêu, nội dung bồi dưỡng cho bản thân là gì, xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng và đánh giá kết quả bồi dưỡng. Bao giờ cái quy trình này, quy trình chung của phát triển chuyên môn giáo viên là đi từ bản thân từng giáo viên xác định mục tiêu, nội dung, xác định rồi thì được xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và thực hiện cái kế hoạch đó như thế nào. Sau đó là quá trình đánh giá. Thì bây giờ chúng ta sẽ thảo luận một vấn đề sau đây. Để chúng ta làm rõ phát triển năng lực chuyên môn qua hoạt động là gì? Bây giờ tôi giao nhiệm vụ cho chúng ta theo nhóm nhé. Thảo luận để làm rõ các nội dung phát triển chuyên môn sau đây. Ở đây có 4 cái nội dung. Một là phát triển chuyên môn ở trên 3 vấn đề lớn. Một là đổi mới phương pháp dạy học như thế nào. Hai là kiểm tra đánh giá kết quả dạy học học sinh theo phát triển năng lực là giải quyết như thế nào, trên những nội dung gì. Thứ ba là tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Lâu nay chúng ta làm thế nào và bây giờ chúng ta phải làm gì. Thứ hai là phát triển chuyên môn giáo viên qua hoạt động giáo dục là những hoạt động nào và hướng tới phát triển gì. Thứ ba là phát triển các kỹ năng mềm cho giáo viên. Và thứ tư là phát triển chuyên môn qua nghiên cứu khoa học ứng dụng, khoa học sư phạm ứng dụng. Thì đây là 4 cái nội dung mà chúng ta phải thảo luận trong buổi chiều hôm nay để làm rõ. Hiện nay là có 100 người đang tham gia ở đây, có nghĩa là trên 90 người trừ tôi với ban kỹ thuật ra. Thì hiện nay tôi nhờ ban kỹ thuật ơi. Ban kỹ thuật ơi. Ô, đi đâu hết rồi? Đồng chí ở bên ban kỹ thuật ơi. Sao đây? Bạn nào trong ban kỹ thuật đấy nhở? Alo. Chúng ta đã có yêu cầu này chưa? Alo? Ồ, chả thấy ai trả lời là nào? Chúng ta có nghe được không? Có nghe rõ mà cái thầy nói là để làm rõ cái nội dung này là làm rõ là đã được tập huấn như thế nào hay là thực hiện như thế nào. Nội dung của nó. Dạ. Ừ, nhá. Chứ còn tôi không hỏi tập huấn các cái nội dung chính của nó ấy, mà chúng ta phát triển nó như thế nào. Ok, ông ban kỹ thuật này ông đi đâu nhỉ? Có ý kiến này. Ok, nói đi. Tại ở cái buổi đầu tập huấn đó là ban kỹ thuật có chia cái lớp chia thành 10 nhóm đó này. Và em thêm được biết hình như là các thầy cô đó cũng còn nhớ cái nhóm của mình đó. Hay là mình thảo luận theo cái nhóm đó luôn đó này. Chứ mình đợi thì nó hơi mất thời gian. Thì bây giờ đã chia nhóm sẵn chưa?
Hồi những cái buổi trước là mình đã có chia nhóm rồi thầy. Như Ồ, là buổi buổi một nhóm buổi như vậy nào đó. có tới 10 người, 11 người á, gồm các cái trường gì đó. Bây giờ mình lấy lại nhóm cũ đó để mình thảo luận, mình khỏi chờ ban tổ chức chia nhóm mới này. Ok, 10 nhóm là những nhóm nào nào? Ở trong thầy chờ em xíu để em tìm lại trong nhóm Zalo có để tên danh sách đó. Mình cũng phải chờ ban quý thầy chia nhỏ phòng ra mới vô từ phòng nhỏ mình thảo luận chứ đi ở đây thì phòng chung luôn à. Không, chia nhỏ chia nhóm thì là mình cũng chia được thôi, nhưng vấn đề là ban kỹ thuật họ có trách nhiệm làm cái việc này, chia thì mình chia được chứ không có vấn đề gì đâu. Tại vì hôm trước chia nhóm nhỏ là cái nhóm nhỏ của tụi em là có thành lập một cái Zalo riêng á. Nếu như mà thảo luận thì ra thảo luận. Ban tổ chức có chia nhóm rồi. Chia nhóm của cái đợt Thầy trước Sơn là vô, thầy Sơn giơ tay rồi đó thầy ơi. Ban kỹ thuật có giơ tay kìa thầy. ông Sơn ơi, rồi em đây, ôi giờ nãy giờ ông đi đâu? đâu em đây, Ông bây giờ ông chia nhóm hộ cái. vâng thì báo cáo thầy là như 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 các cái buổi trước ấy thì đã chia thành 10 nhóm nhá, thì bây giờ ta sẽ tuân theo cái đấy, thì để các thầy cô cũng quen rồi thì bây giờ em sẽ tạo 10 nhóm. Tạo Sẽ 10 ghi nhóm nhé. tên. Hiện nay là 10 nhóm này. Bây giờ ông các cái nhóm cũ như thế nào? Bây giờ các thầy cô có vào được nhóm cũ không? 10 nhóm là hơi nhiều đấy. Trên 10 nhóm thì cái tên nhóm thì đã có sẽ ghi tên của các cái trường ấy, thì các thầy Ok. cô ở trường nào thì sẽ chủ động join vào những cái nhóm đấy. Ok. Vâng, thì bây giờ em sẽ tạo nhé. Em tạo cái nhóm cho những cái trường cũ đây đi, bởi vì hồi Rồi. sáng nay các thầy cô bảo là nên tạo cho nên các cái nhóm trường với nhau cho nó dễ hoạt động Vâng. nhá. Và anh ghi luôn ở đấy, xong đó là các nhóm phải vào đấy thực hiện cái này trong 45 phút nhá, vì Ok, 45 phút. mấy buổi trước là cho 30 phút nhưng đều không hoàn thành, cho nên bữa nay rút kinh nghiệm là phải lên đến 45 phút cho cái hoạt động với bốn nội dung này. Sau đó sẽ điều khiển, tôi sẽ điều khiển cho từng nhóm hoạt động một. Bây giờ các nhóm phải tích cực hoạt động cho vấn đề này. Và anh xây dựng cho cái Padlet để rồi tí nữa các nhóm họ đưa lên Padlet nhá. Cái Padlet này là thầy dạy về 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 tạo chứ ạ. Không, Em lại không các quản lý cái Padlet đó. cái tớ 4 5 lớp tới dạy là tất cả kỹ thuật họ làm cả. Họ yêu cầu là thầy cứ yêu cầu gì là bọn em làm cái đấy. À, chúng ta bắt đầu đi. Hiện nay là 2:35 phút. Chúng ta làm trong 45 phút, anh để tự động 45 phút đi. Có nghĩa là bây giờ ta đến đến 3:20. Tại sao? Ok. Rồi, các lớp bắt đầu, các tổ bắt đầu nhá. Chia xong chưa? Đã chia chưa? Em đang đánh tên lại đó thầy ạ, chờ một chút xíu ạ. Tập trung nhanh. Hình như có bạn nào đã chia sẻ lên chỗ phần chat rồi đây. Không, cái này là đang đấy là mới là tên thôi, còn phải đi vào trong cái phần background zoom cơ. Chia nhóm nhỏ cho Không. trên zoom cơ, không phải là chia bằng miệng chứ đâu. Ông chia trên Zoom nhưng hình như cái này người ta chia trước đấy. Trước này các nhóm đã chia như thế này rồi đấy.
Rồi. Nào, chúng ta bắt đầu đi nào. Đã vào. Dạ chưa có thấy phòng thầy ơi. Chờ một tí, chờ một tí. Dạ. Cô làm gì con gái? Vâng, báo cáo thầy cô là em đã tôi đã mở phòng Zoom đấy, quý thầy cô sẽ nhìn tên nhóm và chủ động sẽ join in vào nhóm của mình nhé. Alo, nãy bên nhóm chuyên môn, bên nhóm Zalo đó, tôi có phân công vậy đó, rồi anh em vô trong cái nhóm Zalo mình đó, kiểm tra là dùm coi mình cố gắng mình làm ha. Rồi trên cái file Word đó, tại trong này nó có 6 cái giật đầu dòng, thì bây giờ mình thống nhất 6 nội dung đó, thì mỗi trường 2 nội dung đi, rồi mình làm trên cái file Word để rồi gửi qua dùm tôi copy, tôi dán vô trong cái file chụp. Rồi rồi, nghe rồi anh hiểu rồi. Vũ làm giùm anh đó, rồi rồi.
Mời tất cả các bạn quay trở lại để chúng ta bắt đầu. Bây giờ chúng ta có 10 nhóm. Đó. Mà những nhóm này là nhóm cùng gần trường hoặc là cùng trường nhau. Chúng ta cùng thảo luận về những vấn đề mà chúng ta nêu. Có lẽ là chúng ta cũng không có đủ thời gian để làm hết 10 nhóm. Thì tôi sẽ gọi xác suất của tất cả các nhóm. Cần thiết thì làm cả, nếu không thì còn thời gian thì làm hết. Không có thì chúng ta sẽ làm theo xác suất. Bao giờ chúng ta cũng đi đầu xuôi đuôi lọt, hoặc là giữa làm ra hoặc cuối làm mấy, thì thôi thì ta mời nhóm 1 cho nó dễ, có nghĩa là bình dân nhất. 1 là đi trước. Nào, xin mời nhóm 1. Chúng ta bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Trước hết các bạn trình bày để chúng ta cả lớp cùng lắng nghe và theo dõi. Nhóm 1 ơi. Có thầy ơi. Ok, mời anh Huỳnh Thanh Hùng nào. Dạ. Anh chiếu nó lên. Ok, cho nó to thêm tí. Đây là nhóm này là trường Trung học phổ thông Quốc Thái, Trung học phổ thông Long Bình, Trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Như vậy có 3 trường. À, xin nhờ chúng ta bắt đầu. Chúng ta tất cả lớp cùng lắng nghe và có thể tham gia chia sẻ. Rồi qua thời gian thảo luận thì nhóm em có rút ra một số nội dung để hoàn thành những cái phần mà thầy giao. Thì em sẽ trình bày lần lượt từng nội dung. Thì nội dung của mình thảo luận đó là làm rõ nội dung phát triển chuyên môn. Và đầu tiên, phát triển chuyên môn bản thân giáo viên thông qua 3 phần. Phần A, đổi mới phương pháp dạy học gồm có là muốn đổi mới thì mình phải vận dụng linh hoạt và phối hợp các phương pháp, phương tiện và các tổ chức dạy học phù hợp. Giáo viên luôn giữ cái vai trò tổ chức, hướng dẫn học sinh tự học, tự tìm hiểu. Thì lúc này mình chuyển từ là giáo viên làm trung tâm sang học sinh làm trung tâm, không còn như trước nữa. Về phần đổi mới, phương pháp dạy học. Em chỉ trình bày ngắn gọn, không có đọc hết nha quý thầy cô. Về phần kiểm tra đánh giá dạy học giáo dục theo hướng phát triển năng lực thì mình sẽ thực hiện qua 5 bước. Bước 1 mình sẽ xác định cái mục tiêu của mình cần kiểm tra đánh giá học sinh đó là gì, mình sẽ xác định trước. Sau đó là mình sẽ xây dựng cái kế hoạch để kiểm tra đánh giá và mình bắt đầu thực hiện ở bước 3. Sau khi thực hiện xong thì mình sẽ phân tích xử lý kết quả và cuối cùng mình gửi cái phản hồi đó về cho học sinh. Thì đó là trải qua 5 bước về kiểm tra đánh giá kết quả dạy học giáo dục theo hướng phát triển năng lực. Rồi em xin chuyển đến cái phần C của phần 1 này, là sinh hoạt chuyên môn theo hướng cái nghiên cứu bài học. Thì lúc này là tổ chuyên môn của mình là sẽ sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học, tức là tất cả các thành viên đó, cùng tập hợp với nhau nghiên cứu một cái bài học nào đó và mình sẽ dạy chung, tức là mình sẽ truyền đạt nội dung là chung với nhau, tức là mọi người đều dựa vào cái bài học đó, dựa vào cái giáo án đó để nghiên cứu và truyền đạt ra, chứ không có như lúc trước đó là mỗi giáo viên bài nào cũng soạn hết mà giáo viên nào cũng làm hết. Thì đó là cái phần mà ý em muốn nói đến. Phát triển về phần 2 hai nhỏ là phát triển chuyên môn của giáo viên qua các hoạt động giáo dục. Thì giáo viên sẽ thực hiện các cái nhiệm vụ như sau để phù hợp với cái tình hình mới, đó là giáo viên phải tự tìm tòi, tự nghiên cứu, tự phát triển cái bản thân của mình, đó là mình sẽ tự học để không có tụt hậu. Giáo viên còn phải phát triển kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch chuyên nghiệp hơn, tức là mình sẽ làm và thực hiện học hỏi đồng nghiệp để mình tổ chức và mình lập các kế hoạch của mình một cách chuyên nghiệp hơn, chứ mình không có nghĩ rằng là mình làm gì là tốt rồi, mình phải học hỏi đồng nghiệp nữa.
giáo viên được đào sâu chuyên môn kiến thức về môn học của họ, tức là lúc này giáo viên tham gia vào các lớp bồi dưỡng mà sở hoặc là trường tổ chức, hoặc là thậm chí là của bộ tổ chức, như là hiện đại bộ đang tổ chức cho các giáo viên đang tham gia vào cái buổi học này đây. Em chỉ trình bày ngắn gọn như thưa quý thầy cô. Giáo viên mong muốn tiếp tục sự nghiệp học tập của mình. Thì cái phần này là phần của giáo viên, lúc nào cũng cũng đam mê, cũng nghiên cứu các cái phần mềm đối với môn tin học, rồi nghiên cứu về các nội dung để giảng dạy cho học sinh. Về phát triển kỹ năng mềm cho giáo viên, tức là nhiệm vụ này của giáo viên, thì ngoài các kỹ năng chuyên môn của mình ra đó, thì cái kỹ năng phần mềm cũng rất là quan trọng để mình với người giáo viên của mình giao tiếp với học sinh, đặc biệt là học sinh ngày nay rất là nhiều học sinh cá biệt, có rất là nhiều trường hợp mâu thuẫn giữa học sinh và giáo viên. Nếu như cái kỹ năng mềm của mình không tốt đó, thì mình sẽ để lại cái ảnh hưởng xấu về cái, gọi là mình có thể để lại ảnh hưởng xấu, ví dụ như mình bị lên báo gì đó chẳng hạn. Cho nên cái kỹ năng mềm của giáo viên đó là rất là quan trọng trong cái thời kỳ đổi mới này. Rồi em xin lướt qua những cái nội dung này. Về cái phần cuối cùng, phát triển chuyên môn qua nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, thì em xin lượt qua cái phần khái niệm đi. Rồi em sẽ nói về cái chương trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Thì đầu tiên là mình suy nghĩ phát hiện cái vấn đề để đề xuất giải pháp thay thế. Rồi mình suy nghĩ xong mình thử nghiệm các cái giải pháp đó, và thử nghiệm xong mình phải kiểm chứng. Đó là nói về cái chương trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Rồi về phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, thì trong khi mình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thì mình nghiên cứu là định tính, rồi định lượng, rồi nghiên cứu về tiếp cận, nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu, những điểm mạnh việc nhìn lại. Cái này nếu gì thì em sẽ đọc xuống rồi không tốt ha. Em sẽ nói về cái quy trình tổ chức một cái đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đi. Thì cái quy trình tổ chức thì mình sẽ có 7 bước. Bước 1, tìm hiểu hiện trạng. Bước 2, đưa ra các cái giải pháp thay thế. Bước 3, xác định vấn đề nghiên cứu. Bước 4, lựa chọn thiết kế nghiên cứu. Và bước 5, đo lường thu thập dữ liệu. Bước 6, phân tích dữ liệu. Bước 7, báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Về vai trò của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thì những cái gạch đầu hàng này là những cái vai trò của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Đầu tiên đó là tạo cho giáo viên biết cách tư duy mang tính hệ thống nhằm giải quyết những vấn đề trong hoạt động chuyên môn và quản lý để hướng tới sự phát triển của nhà trường. Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra những quyết định chuyên môn, hỗ trợ giáo viên nhìn lại quá trình và tự đánh giá. Rồi hình thành phát quy ý thức tiến bộ về nghề nghiệp của mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời giúp họ vững tin để cam kết sự tiến bộ trong suốt quá trình thực hiện các công việc nghề nghiệp của mình, tác động trực tiếp lên việc dạy học và quản lý, vân vân, rất là nhiều. Và trong cái thời gian ngắn ngủi em không thể nào mà nghiên cứu hết các nội dung này để báo cáo một cách chỉnh chu và dễ hiểu nhất, thì mong quý thầy cô thấy những cái điểm không hoàn thiện, chưa hoàn thiện tốt về quý thầy cô có thể góp ý thêm cho nhóm. Thì cái phần báo cáo là em đã xin hết, nhờ thầy và quý thầy cô cùng đóng góp. Rồi, cảm ơn anh Thanh Hùng đại diện cho nhóm 1 đã nêu tất cả các cái nội dung nhóm mình đã thảo luận chỉ ra. Có những chỗ thì rất là rõ, thí dụ như nói về vấn đề phương pháp ứng dụng này là tương đối rõ, mặc dù nó không chi tiết nhưng mà rõ. Nhưng có những cái thì nó cũng hơi lờ mờ, thí dụ như các cái hoạt động giáo dục. Đấy, thì chưa chỉ ra được những cái cụ thể mà mình cần phải thay đổi, mình cần phải tiếp cận. Hoặc là như phần đầu thì chúng ta cũng nói cái phần hơi đơn giản. Đấy, thôi thì vì đã bạn Thanh Hùng đã nói là chỉ nên nói những cái vấn đề chính, nhưng mà nó cũng hơi giản đơn quá, đúng không? Đấy, rất là cảm ơn nhóm của trường Quốc Thái, trường Long Bình và trường Vĩnh Lộc của các thầy cô. Tí nữa tất cả các chúng ta sẽ được tổng kết lại và đánh giá chung.
các bạn có ý kiến thì chúng ta ý kiến thêm. Tất cả những cái này đã đưa lên Padlet thì chúng ta có thể sử dụng nó như là một sản phẩm chung của cả lớp. Và chúng ta có thể download nó để sử dụng cho chính mình. Đấy. Bây giờ tôi cảm ơn nhóm 1 với bạn Thanh Hùng. Bây giờ xin mời nhóm 3 đi. Ta lại bắt đầu đi theo kiểu số lẻ. Mời bạn nhóm 3 nào. Dạ vâng ạ. Bạn Diệu An à. Dạ. Dạ vâng thầy, chờ xíu để em share cái màn hình. Đã Hồng Ngọc lại còn Diệu An, nghe tên rất hay nhỉ. Dạ. Yeah. Dạ em xem màn hình rồi à. Ok, mở to ra một tí. À cái này em xem trên, cái này em xem trên Padlet thầy ơi. À để em xem bản đầy đủ. Mở được mà. À cái này em xem trực tiếp trên Padlet. Bé quá không ai nhìn thấy cả. Dạ để em xem lại ở trên cái quạt luôn. Dạ, yeah. Mọi người thấy, thầy cô thấy bài của em chưa? Ok, nhưng mà yeah. Mở rộng rộng, mở to to thêm tí. Dạ yeah, vâng, thì em là thuộc về nhóm 3 của trường chuyên Thủ Khoa Nghĩa và trường Châu Thị Tế. Thì hôm nay tiếp theo thì em sẽ xin thảo luận, báo cáo cái thảo luận về những cái nhóm đã bàn luận ở... trong cái thời gian bàn luận á, thì chúng tụi em rút ra một số cái vấn đề như sau. Đối với cái phương phát triển chuyên môn á, thì chúng em không có nói nhiều về cái phần lý thuyết nữa, mà chúng em tập trung vào những gì mình đã có từng thực hành, có từng làm qua. Thì đối với đổi mới phương pháp dạy học thì các thầy cô trong nhóm có nói là chú trọng nhiều hơn ở cái vấn đề là thực hành và thực nghiệm, có thiết kế một số cái dự án để cho học sinh làm, áp dụng các phương pháp dạy học mới như là những cái trò chơi khi mà khởi động bài học, kể cả online hoặc là offline. Kể cả trong quá trình dạy online trong thời gian trước đó thì thầy cô cũng có sử dụng nhiều cái phương pháp để tạo cái trò chơi. Không những trên lớp mà ở trên online mình cũng vẫn có thể sử dụng được. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, rồi chú trọng về cái hợp tác làm việc nhóm và chia nhóm trong cái quá trình mà dạy học ở cái phần cái học kỳ 1 là dạy online đó, thì thầy cô cũng có thể làm việc nhóm đối với học sinh được, cho học sinh làm việc nhóm được luôn. Và một số cái phương pháp mới, ví dụ khác nữa, ví dụ như là thiết kế bài học theo phương pháp sơ đồ tư duy để cho học sinh hệ thống lại cái bài học. Đối với kiểm tra đánh giá thì nhóm em có rút ra một số cái kiểm tra đánh giá như là phương pháp kiểm tra viết truyền thống, phương pháp hỏi đáp, phương pháp đánh giá qua sản phẩm học tập như là các cái dự án, phương pháp sử dụng các cái phần mềm liên quan, các cái phần mềm để kiểm tra đánh giá trực tuyến như là Quizy, Azota hoặc là Form. Nó có cả cái hệ thống gọi là thống kê và nó có cái sự thống kê lại các cái tỷ lệ của các cái nhóm, các cái lớp cũng như là cái từng học sinh như thế nào luôn, rất là hay, mà cái phương pháp truyền thống thì nó không có đáp ứng được. Và kiểm tra đánh giá trên các bài thực hành đó là một cái đặc điểm của môn tin học. Về sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học đó, thì
những cái sinh hoạt chuyên môn ngày ngày trước thì thường là đánh giá giáo viên, nhưng mà đối với một số cái tổ ở trong nhóm của tụi em thì có là đã sinh hoạt chuyên môn dựa trên cái đánh giá giờ, không có đánh giá giờ học mà là khuyến khích giáo viên tìm ra các biện pháp để nâng cao chất lượng học tập của học sinh thôi, và không có xếp loại giáo viên cả gì cả. Và quan trọng là tạo cho học sinh nó có cái cảm hứng học tập nè, tham gia vào quá trình học tập, và làm sao mà cho học giáo viên có thể điều chỉnh được cái phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, chứ không có đánh giá bằng cái xếp loại như lúc trước nữa. Đảm bảo cho học sinh có cái cơ hội tham gia vào cái quá trình học tập và quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh, đặc biệt là những học sinh có khó khăn về học tập. Ok. Dạ, từ đó thì nâng cao được cái chất lượng giảng dạy và học của nhà trường. Thì đó là một cái điểm mới trong cái sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đối với các phát triển chuyên môn của giáo viên qua hoạt động dạy học đó, thì nhóm của tụi em có cụ thể là nêu ra một cái hoạt động, đó là hoạt động trải nghiệm hoặc là giáo dục hướng nghiệp đó. Thì trong cái hoạt động này mình cũng có thể nâng cao được cái chuyên môn của mình ngoài những cái kiến thức mà mình đã được học ở trường đại học, thì không có một cái môn nào mà dạy mình về hoạt động trải nghiệm cả, cho nên là khi mà chúng ta có tổ chức các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp á, thì chúng ta cũng đã học tập được rất là nhiều cái cách tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Như là khám phá cái thế giới cuộc sống, rồi khám phá những cái gọi là cái môi trường mạng ở nhà như thế nào, đó, rồi thể hiện những, rồi xong rồi có những cái tương tác dành cho học sinh. Sau đó thì mình có nghiên cứu, rồi mình tạo ra những cái cơ hội, những cái động lực cho học sinh để tham gia các cái đề tài nghiên cứu khoa học, mà một số cái đề tài nghiên cứu khoa học của môn tin học cũng như là tin học trẻ có nhờ những cái hoạt động trải nghiệm này mà rút ra được những cái dự án nghiên cứu rất là hay. Đối với kỹ năng mềm thì có một số cái kỹ năng mềm cho học sinh, đó là phát triển và hỗ trợ về tâm lý học sinh, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp, kỹ năng điều khiển cảm xúc, kiên nhẫn, lắng nghe, thấu hiểu, sẻ chia, kỹ năng tư vấn hướng nghiệp, kỹ năng và cái thái độ ứng xử đối với giao tiếp, đối với đồng nghiệp, các đối tượng học sinh và kể cả phụ huynh học sinh, kỹ năng thuyết phục, thương lượng, kỹ năng nhận xét góp ý, kỹ năng phản hồi, kỹ năng giải quyết các mâu thuẫn một cách tích cực ở trong nhà trường. Về phát triển chuyên môn qua nghiên cứu khoa học ứng dụng thì cũng dựa trên những cái gọi là những cái lý thuyết về mặt là khoa học ứng dụng mà nhóm 1 đã nói, thì nhóm tụi em thì cũng chỉ ra là mình sau khi mình nghiên cứu một cái đề tài nào đó thì mình cũng sẽ phân tích được một số vấn đề mà còn tồn động ở trong cái thực tiễn dạy học của mình. Chẳng hạn như là cái vấn đề mà dạy ngôn ngữ lập trình Pascal nó quá lỗi thời, thì nó không còn ứng dụng nhiều nữa, cho nên là chúng ta có thể sử dụng những cái ngôn ngữ lập trình mới, và một số thầy cô cũng đã có ứng dụng những cái nghiên cứu mới vào trong cái giảng dạy, thực tiễn giảng dạy của mình, và từ đó thì nâng cao chất lượng giáo dục. Và như vậy thì đến đây thì nhóm của em có một số cái ý kiến như vậy, mong thầy và cả lớp có thể sẽ chia sẻ và góp ý. Xin cảm ơn thầy và cả lớp. Cảm ơn bạn Diệu An đã thay mặt cho nhóm 3 để trình bày các cái kết quả thảo luận của nhóm mình, cũng tập trung vào tất cả các nội dung và lưu ý rất nhiều đến các cái hoạt động, trong đó có đổi mới phương pháp, và cũng đã nhắc tới một số cái hệ thống phương pháp cụ thể gắn liền với môn học của mình. Đấy. Thứ hai là hoạt động trải nghiệm, thì cái này cũng đã nêu ra. Đấy, nhưng mà mới chỉ dừng lại ở một số cái vấn đề liên quan đến môn học mà chưa nhắc tới những cái hoạt động trải nghiệm có tính bắt buộc, và bây giờ cách xử lý nó thế nào để chúng ta có thể tiếp cận nó một cách tốt nhất để chúng ta triển khai cái chương trình mới, thì chỗ này cần phải nghiên cứu thêm. Rồi các cái sinh hoạt chuyên môn thì cũng đã có những cái sự thay đổi và tiếp tục thay đổi để làm sao nó không phải đánh giá một cách nặng nề mà là mặt chủ yếu vẫn là tạo cảm hứng, sự thay đổi cho thầy cô và học sinh
thì đó là cái mà đã có thay đổi và phải tiếp tục thay đổi. Và cái này nó tập trung rất cao trong cái chương trình 2018. Vì cái này là nhắc lại mà chứ không phải là mới. Đó, có những cái không phải hoàn toàn mới mà cái này là nhắc lại. Và nhắc lại này để riêng cái vấn đề sinh hoạt theo nghiên cứu bài học thì lại yêu cầu rất là cao trong việc tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học hiện nay. Mà trước đây chúng ta chỉ hành chính hóa các cái hoạt động chuyên môn này. Và cũng đã kể ra các cái kỹ năng mềm cần có cho giáo viên hiện nay, đặc biệt là trong tình trạng hiện nay. Tất nhiên là cái nguồn đó rồi, cách bồi dưỡng đó, cách tiếp cận đó ở đâu thì nhóm cũng chưa thấy chỉ ra cái này. Đấy, mới kể ra thôi chứ. Bây giờ phải làm gì? Học ở đâu? Và tiếp cận nó thế nào? Và sử dụng nó ra sao? Thì chúng ta phải bàn thêm. Rồi cảm ơn nhóm Diệu An. Đúng không? Nhóm 3. Các bạn có ai có ý kiến phản hồi về hai nhóm vừa rồi không? Chúng ta dành cho các bạn có ý kiến phản hồi về hai nhóm vừa báo cáo. Ok. Chưa có ý kiến thì ta tiếp tục. Bây giờ lại tiếp tục ở nhóm 4 nào. Bây giờ nhóm chẵn. Nhóm 4 ơi. Dạ, nhóm 4 không có. Em... Rồi. Bạn Lê Thị Cẩm Nang nào. Dạ, em đại diện nhóm 4 để báo cáo. Bạn làm luôn cả với Cẩm Nang cho lớp luôn. Để 4 vấn đề này luôn. Thầy chờ chút xíu nhóm em chia sẻ cái màn hình quạt. Ok. Em xin đại diện nhóm 4 gồm có trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu và trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Bình Chánh. Xin thảo luận một số cái vấn đề về cái nội dung phát triển chuyên môn. Thì thứ nhất là về cái phát triển chuyên môn thì trong đó nó có đổi mới phương pháp dạy học. Thì ở đây nhóm có thảo luận thì trong cái phần đổi mới phương pháp dạy học đó, thì chúng ta sẽ thay đổi cái cách truyền đạt kiến thức cho học sinh theo cái hướng là đổi mới. Nghĩa là không có đọc chép như cũ, mà mình sẽ trong quá trình mình truyền đạt kiến thức mình có thể liên hệ đến ở ngoài thực tế. Và đồng thời mình cũng vận dụng nhiều cái phương pháp, nhiều cái kỹ thuật tránh truyền thụ kiến thức một chiều, cũng như là đưa ra nhiều cái phương pháp để học sinh nó khám phá những cái kiến thức rồi sau đó mình nhận xét, chứ mình không có nêu nội dung để cho học sinh nó chép. Và một số cái ý kiến nữa đó là về mình giúp cho học sinh nó tiếp cận cái phương pháp dạy học tích cực mới sau này đó, như là thường trong cái bộ môn tin học của mình đó, thì mình sẽ sử dụng nhiều cái phương pháp là về thảo luận nhóm và phương pháp trò chơi. Nhưng mà tuy nhiên nhóm cũng nêu ra một cái phương pháp đóng vai ở đây có thể là ít sử dụng, nhưng mà mình cũng có một số thầy cô sử dụng phương pháp này trong quá trình dạy học. Vận dụng một số cái phương pháp tích cực như là nêu vấn đề theo tình huống, rồi sử dụng các cái kiến thức cho học sinh tạo ra cái sản phẩm học tập, cũng như là nó sẽ phát biểu xây dựng bài rồi sau đó giáo viên đánh giá cho điểm ở cái phần kiểm tra đánh giá của mình. Thì thường về cái kiểm tra đánh giá kết quả học tập học sinh bây giờ thì đa số là kiểm tra theo cái hướng phát triển năng lực, chứ không có giống như xưa mà mình chỉ cho học sinh nó kiểm tra trên giấy và mình chấm điểm. Cũng như cái nhóm 3 vừa trình bày đó, thì nhóm em cũng có đồng ý kiến ở cái phần đó là mình kiểm tra theo nhiều hình thức. Ví dụ như là thay vì kiểm tra 15, mình có thể là cho một, trong quá trình dạy bài mình có thể cho một cái nội dung bài yêu cầu học sinh nó trả lời, hoặc là kiểm tra miệng lúc trước mình có thể là đầu giờ
đầu giờ mình gọi học sinh trả bài, nhưng mà trong tiết học mình cũng có thể hỏi những cái nội dung và mình cũng có thể là chấm điểm miệng cho học sinh. Đó là cái đổi mới cái chương trình sau này. Nhóm cũng đưa thêm một số cái ý kiến nữa là đánh giá sản phẩm của học sinh. Nghĩa là khi nó cho nó làm sản phẩm, mình cũng có thể đánh giá và cho điểm. Về phần sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, thì sinh hoạt chuyên môn thường là thảo luận, nhóm tổ sẽ thảo luận cái tiết dạy, nghĩa là hình thức của tiết dạy và cái phương pháp sử dụng trong tiết dạy, chứ không có thiên về cái giáo viên phải dạy giáo án như thế nào và người giáo viên phải đứng lớp dạy ra sao, mà quan trọng là nghiên sẽ đánh giá cái quá trình học tập của học sinh, nghĩa là trong cái tiết sinh hoạt chuyên môn sẽ sinh hoạt chủ yếu xoáy sâu vào cái hoạt động của học sinh là chủ yếu. Và nhóm có đưa ra thêm bốn cái bước sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, chủ yếu là bốn bước. Thứ nhất đó là xây dựng bài dạy minh họa, bước thứ hai là tổ chức dạy học, và bước thứ ba là góp ý cách thức tổ chức dạy học, và bước cuối cùng là ứng dụng cái bài học đó vào thực tiễn. Ok. Và phần phát triển chuyên môn của giáo viên qua cái hoạt động giáo dục, thì nhóm cũng có trình bày cái ý kiến cái phần hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp tương tự như nhóm 3 vừa trình bày, nhưng mà chỉ thêm một số ý cụ thể hơn một chút xíu là về cái thứ nhất là giáo viên sẽ tổ chức cho học sinh hoạt động gắn liền với kiến thức, cũng như là tham quan một số cái có nghĩa là mình tham quan doanh nghiệp, tham quan các trang trại, tham quan những cái danh lam thắng cảnh, tham quan những chỗ nào mà nó gắn liền với cái sự thay đổi, phát triển cho học sinh, gắn liền với bài học thì càng tốt. Và tạo cho các em phát huy cái tính sáng tạo của mình. Còn về cái hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp thì có thể là sẽ tổ chức cắm trại, hoặc là tham quan thực địa, hoặc là phương hướng cống hiến, tình nguyện nhân đạo, lao động công ích, vân vân. Sẽ từ đó sẽ đưa ra cái phương thức nghiên cứu để khảo sát, làm dự án để cho học sinh nó thu thập thông tin, nó ghi chép, rồi sau này có thể phục vụ khi trong quá trình mà chúng ta ra dự án để cho học sinh nó làm. Phần thứ ba là phát triển kỹ năng mềm cho giáo viên, thì nhóm có thảo luận và đưa ra một số kỹ năng mềm cho giáo viên, như là kỹ năng tương tác tích cực, kỹ năng truyền cảm hứng, rồi kỹ năng giao tiếp. Thì ở đây kỹ năng giao tiếp nhóm phân ra thêm hai cái ý nhỏ từ kỹ năng giao tiếp, là giao tiếp giữa giáo viên và học sinh và giao tiếp giữa giáo viên và phụ huynh. Về kỹ năng về ngoại ngữ, kỹ năng tiếp cận sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, kỹ năng thích nghi, và cũng có một kỹ năng cũng quan trọng, đó là kỹ năng về tư vấn tâm sinh lý cho học sinh. Phần số 4 là phát triển chuyên môn qua nghiên cứu khoa học ứng dụng. Thì ở đây nhóm có đưa ra một số cái vấn đề như là sẽ tăng cường về cái năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra những cái quyết định về chuyên môn, hỗ trợ giáo viên nhìn lại cái quá trình mình giảng dạy, cũng như là tự đánh giá, mình tự rút ra kinh nghiệm để tìm ra những cái phương pháp phù hợp hơn, rồi hình thành phát huy ý thức tiến bộ về nghề nghiệp của mỗi giáo viên, mỗi cán bộ giáo dục. Quan trọng là cái việc nó sẽ tác động trực tiếp lên cái việc dạy học và cũng như là quản lý. Tăng cường khả năng phát triển chuyên môn của giáo viên, giáo viên sẽ tiến hành nghiên cứu khoa học ứng dụng để tự tin tiếp nhận các cái phần lý thuyết mới, và luôn có tính sáng tạo, đảm bảo cái việc học theo chương trình và có cái thái độ tích cực. Thì ở đây nhóm em như người ta trình bày nguyên một file đã gửi trên Medlab rồi, nhưng mà em chỉ trình bày cô đọng lại mà những cái phần nội dung chính để cho nó tiết kiệm thời gian, thì mong quý thầy cô và thầy xem cái phần file còn nội dung của nhóm ý kiến thêm ạ. Ok, rất là cảm ơn nhóm 6 ở nhóm 4.
đấy, của bạn Cẩm Nang đại diện ở cái trường Võ Thị Sáu và trường Bình Chánh, đấy, tương đối là đầy đủ rõ ràng và tốt. Ở đây tôi chỉ muốn lưu ý là chúng ta nói về phương pháp dạy học ấy, thì cái này nó cũng không có cái gì mới cả. Nói nhiều rồi mà nói rất nhiều là khác. Quan trọng là ứng dụng, sử dụng kỹ thuật để triển khai cái đó. Ví dụ sinh hoạt nhóm chẳng hạn. Chúng ta thay đổi trong các hoạt động sinh hoạt nhóm cái kỹ thuật thực hiện nó như thế nào để làm cho cái hoạt động nhóm nó phong phú, nó đa dạng, nó hấp dẫn. Đấy, chứ nếu không thì cứ đến bữa rồi cứ chia nhóm thế rồi bảo làm giống như kiểu hôm nay ta làm đây rồi mãi mà cứ lúc nào cũng thế cả thì trở thành cái giờ học nó nhàm chán liền. Đấy, các kỹ thuật thay đổi nó mới là quan trọng. Cùng cách chia nhóm nhưng có thể chia nhóm theo cách này, cũng có thể chia nhóm theo cách kia, cũng có thể lựa chọn nhóm thế này. Đấy. Nó là đòi hỏi cái kỹ thuật rất là cao. Đấy, thí dụ như kỹ thuật khăn trải bàn, thế bảo kỹ thuật đó thì thực hiện thế nào để làm cho cái giờ học đó nó phong phú và đa dạng và lựa chọn những cái kỹ thuật đó nó phù hợp với cái việc dạy của trường của môn học mình, thì cái đó mới là cái tuyệt diệu để tạo ra một sự tương tác ở mức độ cao nhất giữa người học với người học, để thầy có thể chủ động hoàn toàn trong việc điều khiển, hỗ trợ phát triển các cái hoạt động đó. Nếu không thì thầy lại chờ cho hoạt động nhóm thầy ngồi thầy chơi, thầy bấm điện thoại đấy, thầy chờ xong nó hỏi các em xong chưa thì lại rất là nguy cơ đấy, chỉ được một lần, nhưng lần sau mà lại đúng như thế nữa thì nó sẽ là phản cảm nữa là khác, và lại nó lại không làm nữa, hoặc là làm đối phó là chính. Theo cái kiểu tôi đã từng như thế, theo cái kiểu là gián điệp thì sang bên cái nhóm bên kia đấy, cử một thằng gián điệp, tôi hay đi làm gián điệp đó lắm. Đấy là thấy nhóm của Bích Vương này đang làm thế là mình sang giả vờ hỏi thăm, nhưng mà ngó cái xem nó làm nào về mình chép lại. Đấy, ngó mấy thằng là cuối cùng là mình chả suy nghĩ, nhóm chả suy nghĩ gì thêm. Đấy là đi cóp hai ba nơi về trở thành của nhóm mình lơ mơ, được thầy cô khen. Thế là nó phản giáo dục. Thế là ra này tôi lại nói với bạn Tính trong này, cũng Tính thấy chưa, tôi chỉ cần tôi đi một vòng là tôi đã có kết quả của nhóm, lại được thầy cô khen. Thế là nó sẽ rất là phải tác dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động dạng như thế. Thì đây là cái kinh nghiệm dạy học mà tôi đã từng theo dõi và từng rút ra những cái bài học như thế. Đấy, chia sẻ thêm. Thứ hai là hệ thống các kỹ năng, bạn cũng nói hệ thống các kỹ năng. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta trang bị cho giáo viên kỹ năng mềm như thế nào. Bản thân mình lấy ở đâu và xem đó có tối ưu cho cái quá trình tổ chức dạy học của mình không. Chứ mà kể hàng loạt các kỹ năng thì biết lúc nào cho trang bị hết cuộc đời. Học là một cái, cả một cái chuỗi hoạt động của bản thân cho đến từ lúc là bắt đầu bước vào nghề nghiệp cho đến lúc chấm dứt nghề nghiệp cũng đã là suốt đời để xây dựng các cái kỹ năng cho mình. Có những cái nó lỗi thời ta phải làm lại, có những cái chưa hoàn thiện chúng ta phải thay đổi, vân vân. Và đặc biệt trong xã hội hiện đại ngày nay thì có nhiều cái kỹ năng mà cần phải hướng đích. Tôi nói một cách đơn giản nhất là kỹ năng đấy là kiểm chế cảm xúc. Cái này nói nhiều, nhưng tôi dạy trên lớp chỉ có 40 em trên lớp. Thầy có mắng, có chửi, quát nó thì cũng chỉ 40 em trên lớp. Mà đúng cái lớp đó nó hiền lành, nó chấp nhận nghe lời cô, là thầy thì nó không sao. Nhưng cái lớp mà nó lại ngang, nó học giỏi, nó lại phản ứng lại, nó comment lại, đặc biệt là trên mạng, thì đó là cả một vấn đề nó rất lớn. Và mình không kiềm chế cảm xúc đó, đặc biệt là hiện nay chúng ta đang dạy qua mạng, đấy, thì càng nguy cơ cao chính cho bản thân mình. Cho nên mình lại phải rèn luyện. Cái này không ai dạy được cả. Nếu có dạy được những cái lý thuyết cơ bản thì tốt. Có lớp, có người, những cái chuyên gia về tâm lý, chuyên gia về kỹ năng sống người ta dạy thì không sao. Nhưng chúng ta tự học, tự phát triển là chúng ta phải rất lưu ý những cái việc này. Đấy. Bây giờ cảm ơn nhóm 6. Bây giờ ta mời nhóm 8 nào. Nhóm 8 ơi. Dạ nghe thầy ơi. Xin mời. Dạ
Dạ xin mời nhóm 8 lên trình bày cái tác phẩm nhóm 8. Mở to lên tí em, mở to lên tí. Dạ. Chữ nó bé lắm, các bạn không thấy được. Kéo nó tí. Đấy, nói từ đây 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 đây. Dạ. Thì bé hơn tí nữa. Ở đây. Mà ba cái đơn vị là trường Phổ thông Cần Đăng, Vĩnh Bình và Châu Văn Liêm thầy. Ok. Dạ. Về cái nội dung thì nội dung thảo luận thứ nhất thì có phát triển chuyên môn thì do thời gian cũng ngắn thì nhóm 8 cũng trình bày cũng còn nhiều thiếu sót thì mong thầy cùng các thầy cô nhóm bạn góp ý thêm. Nhất về cái đổi mới phương pháp và dạy học thì đổi mới phương pháp dạy học trong cái hiện nay thì là người ta đổi mới theo cái xu hướng hiện đại phát triển tính tích cực, chủ động sáng tạo, vận dụng kiến thức, tập trung dạy học, cách suy nghĩ, khuyến khích tự học để tạo cơ sở để người học cập nhật, đổi mới tri thức. Rồi kỹ năng phát triển năng lực thì ở đây nhóm cũng đã có trình bày một số đưa ra một số cái phương pháp phát dạy học cơ bản ở đây như là cái phương pháp thảo luận nhóm rồi cái phương pháp dạy học theo dự án rồi cái phương pháp thăng trải bàn thì những phương pháp này thì con nhóm ta đã biết rồi thì tùy theo cái tình hình cụ thể đặc trưng của lớp cũng như là cái đơn vị mình áp dụng cái phương pháp cho nó phù hợp để đạt hiệu quả cao. Về cái nội dung thứ hai là cái kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục của học sinh không phát triển năng lực thì ở đây nhóm cũng đã đưa ra cái bảng so sánh các tiêu chí nhất về đánh giá năng lực, cái mục đích là đánh giá cái khả năng học sinh vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học và giải quyết cái vấn đề thực tiễn cụ thể cuộc sống. Về cái nội dung thứ hai là cái ngữ cảnh thì gắn với cái ngữ cảnh học tập và thực tiễn trong cuộc sống của học sinh tùy theo cái tình hình điều kiện mà chúng ta thể đánh giá. Về nội dung đánh giá thì ta đánh giá những kiến thức, kỹ năng, thái độ rồi nhiều hoạt động giáo dục và những trải nghiệm của bản thân học sinh trong cuộc sống như là trong học tập rồi quy chuẩn theo các mức độ phát triển năng lực của học sinh. Cái thứ tư là cái cuộc đánh giá nhiệm vụ bài tập trong cái tình huống có cảnh thực tiễn rồi thời điểm đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học rồi chú trọng đánh giá trong khi học thì rồi kết quả đánh giá thì năng lực người học phụ thuộc vào cái độ khó của nhiệm vụ học tập và bài tập đã hoàn thành. Để thực hiện được nhiệm vụ càng khó, càng phức tạp hơn sẽ được coi là cái năng lực cao hơn. Về cái nội dung thứ ba là sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu khoa học. Thì sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu bài học thì là hoạt động giáo viên cùng nhau học tập. Từ thực tế việc học tập, việc học của học sinh thì ở đó giáo viên cùng nhau thiết kế kế hoạch bài học, rồi cùng dự giờ, quan sát, suy ngẫm và chia sẻ. Sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu bài học thì không tập trung vào đánh giá giờ học, xếp loại đánh giá giờ dạy như trước. Mà chúng ta chỉ quan sát học sinh nó đang học hay không, học như thế nào và việc học có ý nghĩa hay không, học sinh học thêm được những điều gì có ý nghĩa hay không và hướng đến cái học sinh tìm ra những cái nguyên nhân, những cái học sinh nào mà chưa đạt được kết quả tốt thì ta có biện pháp khắc phục. Thì cái phần thứ hai là cái phát triển chuyên môn của giáo viên qua hoạt động giáo dục. Thì các hoạt động phát triển chuyên môn với nhiều hình thức khác nhau bao gồm có các hình thức như là các phần phát triển chuyên môn thường là về một chủ đề hoặc chiến lược dạy học cụ thể hoặc là qua cái hội thảo, hội nghị, qua các chương trình đào tạo ngắn hạn hoặc các chứng chỉ, rồi các hoạt động đào tạo huấn luyện, quan sát từ đồng nghiệp, tài liệu nghiên cứu. Thì các giáo viên cũng lưu ý một số cái khi chúng ta lựa chọn cái chương trình phát triển chuyên môn của cô bản thân mình, chúng ta cần phải cố gắng tập trung vào các vấn đề cụ thể trong mỗi năm nhất định. Đừng có quá dài hạn, dàn trải nhiều thời gian khác nhau. Yêu cầu sự hỗ trợ đối với giáo viên khi gặp khó khăn hoặc trong những cái tình huống cần thiết. Để tìm hiểu dữ liệu liên quan đến hiệu quả của bất kỳ khóa đào tạo nào dành cho giáo viên. Để tìm kiếm sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục, thay vì các chương trình với cách tiếp cận một lần với nhiều hình thức tập trung. Rồi thực hiện nhiều điều bạn đã học mỗi ngày, liên tục suy ngẫm về những cái hiệu quả trong những cái hạn chế trong quá trình kiểm tra triển khai thực tiễn. Về cái phát triển kỹ năng mềm thì đối với cho giáo viên thì cũng có nhiều kỹ năng thì ở đây nhóm cũng liệt kê được một số cái kỹ năng nó cần phát triển nhất về cái kỹ năng giao tiếp. Thứ hai là cái kỹ năng kiên nhẫn và thứ ba là kỹ năng làm việc nhóm và thứ tư là cái kỹ năng thích ứng. Thì đây là một số cái kỹ năng cơ bản mà trong các quá trình nhóm đã đưa ra.
Về cái mục cái thứ tư là cái phát triển chuyên môn, cái nghiên cứu ứng dụng khoa học, nghiên cứu học ứng dụng. Thì ở đây thì tạo cho giáo viên biết cách tư duy mang tính hệ thống nhằm giải quyết những cái vấn đề trong hoạt động chuyên môn và quản lý để hướng tới sự phát triển của nhà trường. Về tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra những quyết định chuyên môn, hỗ trợ giáo viên nhìn lại quá trình và tự đánh giá. Về hình thành phát huy ý thức tiến bộ về nghiên cứu của mọi giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời giúp họ diễn tin để cam kết sự tiến bộ trong suốt quá trình thực tiễn các công việc nghề nghiệp của mình. Về tác động trực tiếp lên việc dạy học và quản lý, rồi tăng cường khả năng phát triển chuyên môn của giáo viên. Giáo viên tiến hành nghiên cứu học ứng dụng sẽ tự tin khi tiếp nhận các lý thuyết mới, luôn có ý thức sáng tạo, đảm bảo việc dạy học theo hướng chương trình với thái độ tích cực. Về nghiên cứu học ứng dụng thì gắn liền với các hoạt động can thiệp. Thì đó là một số nội dung mà nhóm 8 đã thảo luận được, thì nhà thầy cũng như là các bạn trong khóa học để đóng góp thêm. Xin hết. Rồi, cảm ơn nhóm 8 với bạn Nguyễn Hữu Thảo đã đại diện cho ba trường là Cần Đăng, Vĩnh Bình và Châu Văn Liêm. Thì cũng có những nội dung tương tự như các nhóm trên, nhưng cũng hơi tóm tắt. Thấy không? Nghe có vẻ hơi tóm tắt. Ở những chỗ thì đặc biệt là trong cái hệ thống kỹ năng là chỉ ra tương đối tốt, nhưng mà lại nói là hơi tóm tắt. Trong bản thì có nhưng mà nói hơi tóm tắt, cho nên là cũng gửi lên Padlet để các bạn có thể sử dụng. Bây giờ mình quay lại một tí ở cái chỗ nhóm 2 xem nào. Nhóm 2 ơi, một chút nữa là ta có thể chuyển sang cái nội dung khác để xem. Đang nghe thầy ơi. Ok, mời nhóm 2 xem nào. Dạ. Nguyễn Phi Hùng. Hai cái nhóm này làm rất là đẹp, đúng không? Phổ thông trung học An Phú và phổ thông dân tộc nội trú An Giang. Đấy, làm rất là đẹp. Đấy, trước mắt là thấy đẹp vậy đó, đúng không? Dạ thầy, thì em xin đại diện nhóm 2 báo cáo gồm hai trường Trung học phổ thông An Phú và Trung học phổ thông dân tộc nội trú An Giang. Thì okay, về mặt nội dung thì giống như những nhóm khác rồi thầy ơi, thì em cũng xin báo cáo tóm tắt đó thầy. Không, anh cứ lướt xem những cái nào và anh làm rộng đẹp đấy mà cảm gọn đấy. Dạ, về phát triển chuyên môn, về khái niệm về phát triển chuyên môn là gì thì cũng giống như những nhóm khác. Và cái nội dung thì đưa ra để cho nhóm nghiên cứu thì gồm có đổi mới phương pháp dạy học, thì chuyển từ phương pháp dạy học theo lối truyền thụ một chiều sang dạy cách học và vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất. Về kiểm tra đánh giá kết quả dạy học giáo dục theo hướng phát triển năng lực thì cũng giống như những nhóm khác nãy giờ đã báo cáo thầy. Về sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học thì nhóm em cũng đưa ra 4 bước, cũng trùng trùng với những nhóm trước đã báo cáo: xây dựng bài học minh họa, tổ chức dạy học minh họa và dự giờ, phân tích bài học, vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn và bài học hàng ngày. Về nội dung thứ hai là về phát triển chuyên môn của giáo viên qua hoạt động giáo dục thì cũng tương tự những nhóm khác rồi. Thì hoạt động chuyên môn thì thông thường qua các hình thức như là phát triển chuyên môn qua các khóa học phát triển chuyên môn, thường là về chủ đề hoặc là chiến lược dạy học cụ thể, hội nghị hoặc hội thảo, các chương trình đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, các hoạt động đào tạo huấn luyện hoặc quan sát từ đồng nghiệp hoặc là từ tự nghiên cứu. Về phát triển kỹ năng mềm cho giáo viên thì cái này giống như những nhóm trước đã nói là kỹ năng mềm cho giáo viên thì rất là cần thiết. Thì nhóm em lại kê một số kỹ năng mềm, ví dụ như là kiên nhẫn, khả năng thích ứng, tưởng tượng, làm việc nhóm, chấp nhận rủi ro, học hỏi không ngừng, giao tiếp, huấn luyện đào tạo và khả năng lãnh đạo. Về phần cuối cùng là về phát triển chuyên môn qua ứng dụng học cái nghiên cứu học của thầy thì cũng 7 bước giống như các nhóm khác đó thầy, gồm có hiện trạng, giải pháp thay thế, về vấn đề nghiên cứu bước thứ 3, và bước thứ 4 là thiết kế, thứ 5 đo lường, thứ 6 phân tích và cuối cùng là kết quả. Dạ nhóm em xin hết thầy ơi. Ok, rất là cảm ơn nhóm 2 của anh Phi Hùng
đại diện đã làm các cái PowerPoint, nhưng mà vì nó cũng có những cái trùng nhau cho nên anh cũng chưa diễn hết được tất cả những cái nội dung của mình. Đấy, thời gian bây giờ không còn nữa, ta sẽ đi giải quyết những vấn đề khác và ưu tiên một cái nhóm cuối cùng cho bao sân là bao bọc hậu là nhóm 10. Bọc hậu nhóm 10 nào. Nhóm 10 ơi. Dạ nghe thầy ơi. Dạ rồi, em dạ, Bích Tuyền. Dạ, đợi em xíu đã, thầy. Đã bích rồi lại còn Tuyền nữa thì vừa đen lại vừa hồng nữa. Là Bích Tuyền. Em xin đại diện cho nhóm 10 cũng báo cáo về những cái vấn đề mà em mở rộng ra một tí, anh kéo rộng ra một tí cho nó to. Đây đây được rồi. Dạ, thưa thầy, là nhóm em cũng giống như những cái nhóm báo cáo nãy giờ, là đầu tiên là nói về cái động mới phương pháp dạy học nhằm mà phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh. Thì so với cái nội dung cũ thì đó, cái chương trình giáo dục phổ thông mới này thì ở đây em đề cập tới một số cái biện pháp đổi mới phương pháp dạy học, như là mình như được nêu là cải tiến những cái phương pháp dạy học truyền thống. Trước đây là giáo viên làm trung tâm, thì bây giờ là để cho học sinh nó tự khám phá, tìm tòi nội dung, tức là nó thay đổi so với cái phương pháp truyền thống. Rồi vận dụng những cái cách dạy học là giải quyết vấn đề, dạy học tình huống, vận dụng dạy học định hướng hành động. Và sau đây là những cái hình ảnh về cái cách đổi mới phương pháp dạy học. Còn về cái phần mà kiểm tra nội dung 2 là về kiểm tra đánh giá, thì nhóm em xin trình bày là cái cơ sở thì em xin phép bỏ qua. Còn về cái hình thức đánh giá thì cái so với cái chương cái kiểm tra đánh giá thường xuyên đó, trong quá trình dạy học là chúng ta có thể tiến hành trong cái quá trình dạy học và giáo dục nhằm kiểm tra đánh giá cái kết quả thực hiện và nhiệm vụ học tập của học sinh. Đánh giá thường xuyên được thực hiện theo cái hình thức là trực tiếp hoặc là do cái điều kiện học online thì mình có thể trực tuyến. Còn đánh giá định kỳ á, thì là không có, gồm có đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ, thông qua những cái bài kiểm tra, bài thực hành hoặc là những cái dự án học tập của học sinh. Còn về yêu cầu đánh giá thì em xin trình bày sơ lược, tại vì ở đây nó em tìm trong tài liệu của ban tổ chức chia sẻ nó cũng hơi nhiều, em xin nói ngắn gọn là đưa ra một số cái môn học, ví dụ như là những cái môn âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thì cái hình thức đánh giá là thông qua nhận xét là mức đạt hoặc là chưa đạt, hoặc là kết hợp kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số đối với những cái môn học còn lại. Còn cái định hướng kiểm tra đánh giá theo cái hướng mà tiếp cận năng lực của học sinh đó, thì mình ở đây là mình sẽ chuyển từ chủ yếu đánh giá kết quả học tập với môn học, khóa học nhằm mục đích xếp hạng, phân loại, sang là cái hình thức là sử dụng các loại đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ sau từng cái chủ đề, từng cái chương trình nhằm mục đích là phản hồi để điều chỉnh cái quá trình dạy học cho nó phù hợp. Chuyển từ chủ yếu đánh giá kiến thức, kỹ năng chuyển sang cái hình thức kiểm tra đánh giá năng lực của người học, là tức là chuyển trọng tâm đánh giá chủ yếu từ ghi nhớ, hiểu kiến thức sang đánh giá năng lực vận dụng, giải quyết vấn đề của học trò. Rồi cái hình thức kiểm tra đánh giá nữa là chuyển đánh giá từ một cái hoạt động gần như là độc lập với quá trình dạy học sang tích hợp đánh giá vào quá trình dạy học. Đó là một số cái hình thức kiểm tra đánh giá theo cái phương pháp giáo dục mới. Em xin bỏ qua những cái căn cứ kiểm tra đánh giá này.
Còn cái về phần mà đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu khoa học á, nghiên cứu bài học thì nhóm của em cũng có tìm hiểu cái nội dung nó tương tự như những cái nhóm trên, cho nên em xin bỏ qua những cái bước này thầy. Ok. Còn cái phần nội dung 3 thầy yêu cầu thảo luận là về phát triển kỹ năng mềm, thì nhóm em cũng giống như những nhóm trước là chỉ tìm hiểu là kỹ năng mềm cần có giáo viên là những cái kỹ năng nào, và cần em chỉ nêu được những giống như là những cái kỹ năng mà giáo viên cần có, là ví dụ như là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng làm việc, kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm, và đặc biệt là kỹ năng chia sẻ cảm thông, giải quyết những cái mâu thuẫn một cách tích cực. Còn cái nội dung 4 là phát triển chuyên môn qua cái nghiên cứu học ứng dụng, thì ở đây nó giống như cái nhóm 2 nãy vừa trình bày, cho nên em cũng chỉ gửi lên web lab em khỏi trình bày lại được thầy. Dạ. Vậy nhóm em tới đây là hết đó thầy. Rồi, cảm ơn bạn Bích Tuyền đã đại diện cho nhóm 10. Nhóm Bảo Hậu. Dạ, cảm ơn thầy. Bây giờ còn sẽ còn nhóm 5, nhóm 7, nhóm 9. Bây giờ cũng phải nghe cái tiếng nói của nhóm 5 tí, họ có ý kiến gì không? Nhóm 5 có ý kiến gì không? Dạ em nghe thôi. Dạ em bạn nghe. Hay đại diện cho nhóm 5 có muốn nói thêm vấn đề gì không? Alo, em nghe thầy ơi. Thầy có nghe em nói không ạ? Có. Dạ, dạ. Em có muốn tiếng chia sẻ gì với nhóm không? Dạ không thầy ơi. Dạ, em đồng tình với các nhóm các bạn là cũng trùng nhiều ý với các nhóm này thầy. Dạ. Rồi, nhóm đó. Nhóm 5 là gần như trùng. Bây giờ nhóm 7. Nhóm 7 đâu? Alo, dạ nghe thầy ơi. Nhóm 7 có tham gia ý kiến gì thêm nào? Nguyễn Văn Thanh. Dạ, thầy chào em. Thì nhìn chung thì nhóm 7 cũng như các nhóm đã trình bày rồi, thì hầu hết thì có nhiều ý trùng, thì chỉ dừng lại ở việc nhận diện và liệt kê các cái phương pháp cũng như là các kỹ năng mềm cần có của giáo viên, thì tuy nhiên là chưa có đề ra được cái cách nào để rèn luyện các kỹ năng đó. Còn có ý kiến thêm thì có lẽ là ở cái mục số 4 là phát triển chuyên môn của giáo viên thông qua nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, thì xin thưa với thầy, viết sáng kiến kinh nghiệm có lẽ là có nhiều giáo viên viết rồi, nhưng mà nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thì em nghĩ là đối với môn tin học thì chắc là ít. Chắc là ít. Chỉ có một số giáo viên đã tham gia một số lớp tập huấn thì mới được giới thiệu qua cái này. Ví dụ như lớp cán bộ quản lý thì có hướng dẫn để làm cái nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, cũng được nắm một cách cơ bản thôi, chứ chưa có bắt tay vào làm nhiều, cho nên là thật sự cái này thì cũng đối với giáo viên thì cũng chưa có thực hiện, cho nên là mình cũng không biết là sẽ phát triển những cái gì, nhưng mà cụ thể nhỏ nhất có thể là thông qua cái việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng này, mình sẽ tìm ra được những cái phương pháp dạy học phù hợp hiệu quả nhất đối với từng cái đối tượng học sinh của mình. Em xin có một số ý kiến bổ sung thêm. Rồi, cảm ơn nhóm 7 đã bổ sung thêm một ý kiến tập trung ở cái sư phạm ứng dụng. Có nghĩa là qua cái sáng kiến kinh nghiệm thì có lẽ là nhiều người biết và cũng đã thực hiện lâu rồi. Bây giờ người ta cũng là một hình thức đổi tên, nhưng một cái quy trình của nó có vẻ yêu cầu chặt chẽ hơn, hướng dẫn giúp chúng ta làm rõ hơn vấn đề. Rồi, nhóm 9 có ý kiến gì không? Dạ. Yeah. Phượng nào, có ý kiến gì thêm nào? Dạ, cả lớp đợi em xíu. Dạ, em đại diện cho nhóm 9, gồm có 4 đơn vị trường. Do đây là 4 đơn vị trường của các em, của em là hầu như là ở địa bàn nông thôn, và ở đây là đưa ra những cái phương pháp mà chủ yếu là ở đây là đang nói đến cái môn tin học.
là chủ yếu ở địa bàn trường của các em. Thì ở về cái phần thứ nhất là phát triển chuyên môn, thì phương pháp đổi mới phương pháp dạy học á, thì ngoài những phương pháp truyền thống thì nhóm của các em thêm một số phương pháp nữa, đó là chủ yếu là thảo luận nhóm và phương pháp dạy học theo dự án. Thì đây là hai cái phương pháp mới mà nhóm thảo luận đưa ra thống nhất. Còn về mặt kiểm tra đánh giá thì cũng giống như các nhóm khác đã trình bày, thì về mặt hình thức kiểm tra đánh giá thì có rất nhiều hình thức để kiểm tra đánh giá ở trong cái nhóm mà đã thực hiện, đó là hình thức là viết, hình thức thực hành, rồi hình thức kiểm tra dạng khách quan, rồi đánh giá qua kiểm tra qua dự án, sản phẩm của dự án. Rồi còn về mặt đánh giá thì có thể cho học sinh nó tự đánh giá và học sinh tự đánh giá lẫn nhau. Rồi giáo viên đánh giá thì giáo viên đánh giá này thì ngoài hình thức là đánh giá bằng cách cho điểm thì giáo viên có thể đánh giá bằng cách là nhận xét. Và trong quá trình nhận xét này thì khuyến khích, có nhận xét để khuyến khích học sinh, cho học sinh có động lực. Ví dụ như là học sinh đó trả lời mà học sinh đó ở dạng trung bình yếu thì giáo viên cũng nhận xét để làm sao cho học sinh thấy rằng nó học qua mọi sự, nó có cố gắng và nó có tích cực để làm động lực học tập tiếp theo. Còn sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu bài học thì sinh hoạt nghiên cứu bài học thì cũng giống như các nhóm khác, nhóm của em không có gì để bổ sung thêm. Còn về mặt kiểm phát triển kỹ năng mềm cho giáo viên thì phát triển kỹ năng mềm cho giáo viên này thì nhóm cũng đưa ra, đó là xử lý các tình huống chuyên môn hoặc là các tình huống sư phạm khác nhau, rồi kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn, kỹ năng tự nghiên cứu. Nhưng mà theo đây thì nếu thầy nói là các kỹ năng này giáo viên đã lấy ở đâu thì chủ yếu là bản thân các em thì em cũng đọc qua sách báo, còn chưa có một cái lớp nào cụ thể để hướng dẫn cũng như bồi dưỡng kỹ năng mềm này cho giáo viên. Và có một cái chia sẻ nữa là hiện nay thì học đọc sách báo thì trên internet thì có rất nhiều, vậy nên ở đây giáo viên cũng như hầu như là mọi người khi tham khảo sách báo thì hiện nay hay có một câu là ngày xưa không có kiến thức thì đọc sách báo, nhưng mà ngày nay thì đọc sách báo cũng cần phải có kiến thức để chọn lọc những thông tin mà mình cần tham khảo. Còn phần cuối cùng đó là nghiên cứu khoa học sư phạm. Thì nghiên cứu khoa học sư phạm này thì em nghĩ là giống như nhóm của bạn Thanh lúc nãy á, nói là chỉ có một số ít giáo viên để làm việc này thôi. Còn cái phần nghiên cứu sư phạm ứng dụng này, ngay bản thân em khi mà triển khai cái nghiên cứu ứng dụng này thì em cảm thấy đây là một cái phần mà hầu như mang tính chất là hành chính, bắt buộc là chủ yếu chứ không có xuất phát từ nhu cầu của giáo viên. Từ trước giờ thì em chia sẻ thêm ý kiến cá nhân của em xíu là cái phần mà nghiên cứu sư phạm ứng dụng này từ lúc bắt buộc thì em cũng chỉ thực hiện một lần duy nhất, là lý do là nếu như mà giáo viên không có làm thì sẽ không có đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ, thì em chỉ làm một lần. Rồi, đó là chia sẻ của em. Cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn bạn Bích Phượng. Bởi vì sự thực cái sư phạm ứng dụng này ấy, là cái này là phải cái là đi xuất phát từ bản chất nghề nghiệp, từ nhu cầu nghề nghiệp. Chứ còn cứ bắt để mà đánh giá thi đua thì chắc mỗi người chỉ làm lần giống Phượng. Mà nó không có động lực. Làm thế này nó lại rơi vào đúng cái tình trạng của viết sáng kiến kinh nghiệm. Có nghĩa là chỉ là chống đối thôi, làm cho có thôi. Chả cần miễn sao có là được. Nó không phải là động lực để mà nâng cao cái khả năng nghiên cứu khoa học của bản thân giáo viên để hỗ trợ cho học sinh trong nghiên cứu khoa học. Đây, cho nên là nhận diện như bạn Phượng là rất là chính xác, là đại diện cho nhóm. Rất là cảm ơn các nhóm, dù nó không phải là hoàn toàn đầy đủ, nhưng thời gian có hạn, nhưng mà cả 10 nhóm, dù là nhóm thì trả lời ít, nhóm thì nghèo, nhưng mà chúng ta cũng, bản thân tôi cũng phải cố gắng để chúng ta đi được nghe được tiếng nói của các nhóm. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết một số cái nội dung mà chúng ta sẽ nói thêm. Tất cả các cái nội dung này thì chúng ta đã
Thứ nhất là định hướng đổi mới phương pháp thì ta nhắc lại một cái vấn đề rất quan trọng, đó là dạy học lấy giáo viên làm trung tâm, chuyển sang lấy dạy học, lấy học sinh làm trung tâm. Và được nhấn mạnh, vì cái này cũng nói lâu rồi, nhưng trước bây giờ chúng ta có cái gì chúng ta dạy đó, và người dạy là chúng ta, lấy chúng ta làm trung tâm. Còn quan tâm học sinh mức độ nào thì chủ yếu vẫn là thầy có thì thầy dạy, thầy có thì thầy bảo. Cái mức độ tham gia, mức độ mà cùng hợp tác để thực hiện nó là không cao. Cho nên dẫn tới là chúng ta phải chuyển từ phương pháp dạy học truyền thụ một chiều sang phương pháp dạy học tích cực. Cái này mới là cái quan trọng. Để làm sao vận dụng cái lý thuyết của Bloom là các cái bậc thang nhận thức ấy, từ đơn giản nhất là từ biết này, hiểu này, sáng tạo này. Nhưng mà bây giờ ta chỉ cần hướng tới biết, hiểu rồi sáng tạo rồi vừa vượng được, nhưng mà vận dụng được. Quan trọng là phải vận dụng được để khỏi cái tình trạng lý thuyết suông. Đấy là tôi gợi mở cái thứ nhất. Và có rất nhiều các cái biện pháp. Thí dụ đây là hệ thống các biện pháp mà hồi nãy các bạn cũng có một nhóm nào đã đưa ra đấy. Và hệ thống các kỹ thuật để làm. Và tôi rất lưu ý là các kỹ thuật mới là quan trọng. Phương pháp này nói nhiều rồi. 10-20 năm này là nói về cái này nhiều lắm rồi. Không khó. Đấy. Nhưng vấn đề chúng ta có xây dựng được các cái kỹ thuật bài dạy để thực hiện theo kế hoạch hay không. Mấy cái đó mới là cái lấy quan trọng. Đấy, và ngoài ra thì chúng ta có một số cái phương pháp về dự án. Và cái này hiện nay là nhiều môn học người ta rất chú trọng đến cái quy trình tổ chức dạy học theo dự án này. Bởi vì giáo viên sẽ đạt được, xác định tên dự án, xác định mục tiêu, xác định nhiệm vụ, xác định thời gian, xác định địa điểm, xây dựng tiêu chí, rồi học sinh là người thực hiện. Và giáo viên là người hỗ trợ. Nên nhiều môn học sẽ làm rất tốt cái này. Đặc biệt là những cái môn như là môn sinh này, môn công nghệ như chúng ta, hoặc là môn tin như chúng ta cũng có thể xây dựng ra cái dự án này. Nhưng mà vấn đề làm nó mất công, mất thời gian, tốn công sức. Cho nên là thầy cô thì nhiều khi ngại, bảo lương thấp cái này mà ăn rồi cứ vẽ dự án này, viết lồi mắt ra là cuối cùng là, mà đặc biệt là môn tin thì lại đòi hỏi về lại là phải có những cái phần mềm thích ứng để mà thực hiện nó hiệu quả, hoặc là các em phải xây dựng hệ thống phần mềm. Thì đây là vấn đề mà, nhưng mà chúng ta khuyến khích chúng ta thực hiện. Đấy. Rồi. Vấn đề là hình thức các cái loại đánh giá. Hiện nay chúng ta đã quy định về thông tư 22. Nhưng có một cái tôi lưu ý thôi, để chúng ta suy nghĩ và phải cập nhật ngay này. Và có ý kiến. Đấy, cập nhật và phải có ý kiến. Phản hồi khi có vấn đề và khi cấp trên hỏi, hoặc là trong ngành khi thảo luận vấn đề này chúng ta phải có ý kiến. Thế bây giờ sẽ đánh giá bằng điểm thì dễ rồi, đúng không? Các mức độ giỏi, khá, trung bình, yếu không khó. Nhưng đánh giá bằng lời là chỉ có hai mức thôi. Thế bây giờ hai cái lần đánh giá đó, một lần đánh giá bằng điểm, một lần đánh giá bằng lời đấy, trong một môn học, thế bây giờ cuối cùng cộng lại thì cộng thế nào? Để đưa ra một kết quả cuối cùng cho cái em học sinh đấy chứ. Hay là có hai loại? Hai loại thì nó lại không tương thích. Đây là bài toán đang đặt ra đau đầu cho chúng ta sắp sửa đánh giá theo thông tư 22 đây. Còn cái thông tư 58 thì có thể chỉnh sửa, có thể lược bớt. Nhưng thông tư 22 là mới nhất. Thì chúng ta phải thực hiện nó. Cho nên bao gồm các kiểm tra đánh giá thường xuyên, bao gồm đánh giá định kỳ, rồi đánh giá tổng kết, tất cả những cái này đều có quy định trong thông tư này. Tôi không nhắc lại nữa. Đó. Rồi phát triển các năng lực chuyên môn của hoạt động giáo dục. Ở đây chúng ta lưu ý lớn nhất là hoạt động trải nghiệm. 105 tiết với 3 cái hình thức hoạt động, với 4 mạch nội dung. Hình thức hoạt động đó là sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp và sinh hoạt theo hoạt động theo chủ đề. Thì đây là những cái mà nó mới. Hồi nãy các bạn nói là mới đã làm bao giờ đâu. Trong trường đại học cũng không làm. Sắp tới đây sẽ có những cái bài toán đặt ra. Thí dụ ra cho cô Phượng dạy. Thì cô Phượng là giáo viên chủ nhiệm.
Thế cô Phượng cô có quyền mà không, em dạy tin, những thứ này em không biết. Những này em không được đào tạo, thầy cử người khác đi em không làm được đâu. Thì sẽ làm như nào? Tất cả giáo viên chủ nhiệm như thế thì sẽ làm thế nào? Đây là một những cái bài toán để làm gì? Để tôi muốn nói như thế là bạn Thanh, bạn Phượng, bạn là phải cập nhật để tự tìm hiểu, tự xem xét các cái nội dung đó để chuẩn bị cho một tương lai mấy tháng nữa là nó đến với mình rồi. Nó đến với mình rồi. Mà lúc đó không thể nói với hiệu trưởng rằng là em không dạy được vì chuyên môn em không có cái này, em chỉ dạy tin thôi. Và tôi khẳng định bài toán này tôi đã nêu ra trong các cái hội nghị, hội thảo nhưng chưa ai biết lắng nghe cả. Tiểu học thì thôi, thì vì tiểu học là giáo viên cùng một lúc dạy nhiều môn và họ làm chủ nhiệm luôn thì nói dễ. Nhưng đến trung học cơ sở trở lên là dạy theo môn học. Thế thì ông giáo viên chủ nhiệm đã mệt mỏi về thứ đó rồi, còn bây giờ lại dạy thêm một cái hoạt động giáo dục nữa. Thì đây là một cái mà tôi muốn nêu ra để chúng ta muốn phải tìm hiểu kỹ cái đó. Để chúng ta thực hiện các cái quy trình tổ chức trải nghiệm cho học sinh như thế nào cho nó đúng với cái yêu cầu của cái môn này. Rồi, phát triển các kỹ năng mềm. Các kỹ năng mềm hiện nay là những cái hệ thống kỹ năng cần có cho giáo viên trong thời đại ngày hôm nay. Đấy, trong thời đại ngày hôm nay mà trong trường đại học cũng chưa thể trang bị được. Có những kỹ năng cứng thuộc về môn học là tri thức, là năng lực. Nó lại những tri thức năng lực đó của môn chính thì trở thành kỹ năng cứng, nhưng mà của môn khác thì để trở thành kỹ năng mềm. Đây là cái vấn đề mà có lẽ là chúng ta phải tự trang bị, chứ nó không phải dạy như kỹ năng sống được đâu. Nó có ba cái từ. Một là kỹ năng sống là dành cho những cái trẻ ở mức độ thấp. Khi chưa đủ có đủ tri thức, kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống thì gọi là trang bị kỹ năng sống. Nhưng lên rồi thì chúng ta lại có một cái nhóm từ thứ hai, đó là giá trị sống. Và đến cái nhóm từ thứ ba này này, đó là kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm chính là kết hợp của giá trị sống và kỹ năng sống dành cho những người như chúng ta, là đã có tri thức này, đã có kinh nghiệm này, bây giờ phát triển để có sự thay đổi. Cho nên đối với sinh viên trở lên người ta mới nói là kỹ năng mềm. Chứ đối với sinh viên trở xuống thì người ta lại nói là kỹ năng sống. Chúng ta phân biệt như thế để chúng ta có thể, để chúng ta giải quyết các cái vấn đề kỹ năng mềm. Và có những kỹ năng rất quan trọng mà hồi nãy giờ chúng ta cũng đã nêu. Rồi vấn đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Vấn đề này không khó. Mà vấn đề này nói nhiều rồi. Vấn đề có thực hiện hay không thôi. Vấn đề có thực hiện hay không thôi. Chân bạn Cẩm Nang hồi nãy nói rồi, mà cái này là trường thực hiện rồi, hướng dẫn để tạo cảm hứng cho giáo viên, cho học sinh, chứ không phải đánh giá một cách là cứng nhắc giống như trước đây. Tôi nghĩ như vậy, tư duy như vậy là đúng. Vì đây là hợp tác chuyên môn thông qua nghiên cứu một bài học nào đó, một bài dạy nào đó để biến nó trở thành những tri thức chung và học tập nó để có thể thực hiện kế tiếp. Đấy. Và từ đó để nó có cái bốn bước hồi nãy các bạn nói rồi, để tôi không nhắc lại nữa, chỉ nêu lên như thế này thì tài liệu chúng ta có rồi, đúng không? Đấy. Rồi vấn đề nghiên cứu ứng dụng cũng vậy, tôi cũng không nói nữa, bởi vì cái này nó là cái xác định đề tài nghiên cứu này, vấn đề là tìm hiểu vấn đề nghiên cứu và xem đó như là một cái lẽ đương nhiên của quá trình dạy học, chứ đừng có bắt buộc mà phải khuyến khích, tạo động lực. Thứ hai là tạo điều kiện, tạo kinh phí. Bây giờ có những cái nghiên cứu phải mất tiền mà trường chẳng hỗ trợ đồng nào thì ai hơi đâu.
có những cái nghiên cứu thực hành nó phải nghiên phải ứng dụng, nó phải mất tiền. Thí dụ như bây giờ bên tin là nghiên cứu để mà viết ra những cái phần mềm để tập cho các em làm quen với viết phần mềm, mà phần mềm lại viết cho trường, trong quản lý học sinh, trong quản lý điểm, trong quản lý các cái hoạt động ở trường thì sao? Thì nhà trường phải hỗ trợ. Chứ nếu mà cứ bắt giáo viên thực hiện không sao được, rất là khó trong thực tiễn. Nhưng mà chúng ta phải nhận thức như thế để từ đó chúng ta mới giải quyết được vấn đề đó. Bây giờ ta nói đến việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Như vậy chúng ta kết thúc cái hoạt động đó, đáng lẽ chúng ta nghỉ rồi, nhưng mà tôi sẽ dành cho 10 phút nữa, 5 đến 10 phút nữa để chúng ta giải quyết vấn đề này. Bây giờ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, thì muốn xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng thì chúng ta phải có hai cái hành động sau đây. Có hai cái hành động sau đây. Hành động thứ nhất là phải đánh giá được năng lực bản thân. Biết mình là ai, khả năng năng lực của mình đến đâu, mình đang thiếu hụt cái gì. Có nghĩa là chúng ta phải phát huy được điểm mạnh, xác định được điểm yếu của mình về năng lực chuyên môn, về tính cách, về kỹ năng mềm, về khả năng nghiên cứu thì mới được. Và xem cái nào là mạnh để chúng ta phát huy, cái nào yếu thì chúng ta có kế hoạch bồi để chúng ta dùng cái sơ đồ SWOT để chúng ta phân tích cái mặt mạnh mặt yếu này. Và chúng ta đưa ra những cái giải pháp, những cái thay đổi để mà cải thiện các điểm yếu. Có nghĩa là chúng ta mong ước tương lai của chúng ta là cái gì? Thì chúng ta phải đánh giá, kết luận là chúng ta phải đánh giá được năng lực bản thân. Để chúng ta biết mình đang mạnh cái gì để phát huy, để yếu cái gì để bổ sung và cách thức bổ sung thế nào. Và xác định mục tiêu phấn đấu. Về vị trí công tác, về uy tín bản thân trong cái đánh giá của đồng nghiệp, của học sinh, của phụ huynh, và chúng ta muốn phấn đấu điều gì. Đây là hai vấn đề chúng ta cần phải thực hiện cho được trong quá trình xây dựng kế hoạch chuyên môn, phát triển chuyên môn của bản thân. Chứ mình không biết ở đâu, mình không có cái xác định cái mục tiêu phấn đấu thì cứ đến đâu hay đó nó sạng được thì thôi, chứ làm sao được, đúng không? Không thể nào thay đổi bản thân được. Thứ hai là từ đó để chúng ta có một cái quy trình trong quá trình này. Đó là gì? Một là chúng ta phải xác định các cái căn cứ để chúng ta xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho mình. Và căn cứ ở đó là có căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế. Và cái cấu trúc của nó là sẽ có phần mở đầu, có phần nội dung, có phần kết luận. Quy trình của nó có thể thực hiện theo các bước sau đây. Xây dựng mục tiêu cho mình. Mà muốn xây dựng mục tiêu thì phải đánh giá được mình thông qua phân tích SWOT để xác định điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức cho chính mình chứ không phải cho tổ chức nhé. Và xây dựng nguồn lực, có những cái thứ về mặt thời gian, về mặt công sức, về mặt lao động, về mặt tiền bạc. Rồi xác định nội dung, cái kế hoạch của mình, bồi dưỡng cho mình là gì. Và hệ thống tiêu chí đánh giá để làm sao đo được, đánh giá được có khả thi, có hiệu quả hay không trong tương lai.
Và cụ thể ở đây là ta thấy được là pháp lý là ta dựa vào luật, dựa vào quy định, dựa vào chuẩn giáo viên, dựa vào các hướng dẫn khác, dựa vào chương trình giáo dục phổ thông, chuẩn giáo viên, tiểu học, trung học, cơ sở, trung học phổ thông, để chúng ta dựa vào đó gọi là căn cứ pháp lý. Căn cứ vào thực tiễn là phân công nhiệm vụ dạy học của chúng ta thế nào. Kế hoạch của sở, của trường hiện nay đến với chương trình mới mà chúng ta cần phải thay đổi, cần phải bồi dưỡng là gì. Rồi môi trường, điều kiện nhà trường, địa phương, điều kiện thực tế của chính mình, đó là thực tiễn, để chúng ta lấy đó làm căn cứ để chúng ta xác định. Và cái cấu trúc của nó bao giờ có phần mở đầu là các thông tin cá nhân, chi tiết cụ thể, những căn cứ mà vừa nói xong để xây dựng. Thứ hai là nội dung, phần thứ hai là nội dung thì xác định mục tiêu. Và mục tiêu thì theo nguyên tắc SMART chúng ta biết rồi, phải vừa cụ thể, vừa chi tiết, nhưng lại vừa có thời hạn, vừa sức với mình, và cuối cùng là phải đánh giá được. Còn nội dung, chọn những nội dung cụ thể và tiên quyết cho bản thân mình để có chính sách ưu tiên và các phương thức thời gian để thực hiện, kế hoạch chi tiết cụ thể như thế nào, đấy, cách thức thực hiện ra sao, và sau đó là phần kết là cách đánh giá, rút kinh nghiệm cho bản thân, rồi địa điểm, thời gian để chúng ta thực hiện cái kế hoạch đó tại nhà trường như thế nào. Đấy là cái cấu trúc chung tôi muốn hướng dẫn chúng ta. Đấy, cuối cùng là chúng ta ký tên họ tên người lập kế hoạch để chúng ta xác định cụ thể, và nếu cần, đấy, nếu tùy từng trường, đấy, dịch như thế nào thì quy định như thế nào thì quy định, nhưng mà cuối cùng nhà trường mà yêu cầu ký thì chúng ta ký, và quy định của nhà trường là duyệt thì chúng ta duyệt, thì hiệu trường duyệt. Đấy, cho cái đó là phụ thuộc vào quy định. Đấy. Đấy, cho nên là sẽ có phê duyệt cấp trên, những cái này tùy theo quy định của từng trường hoặc từng địa phương. Đấy. Cái này tôi không nói nữa, vừa nói xong. Đấy. Thế thì thực hành, đáng lẽ là cái này chúng ta phải làm ở lớp đấy. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta phải về nhà ta làm cái kế hoạch bồi dưỡng phát triển chuyên môn bản thân trong năm học 21-22 này này. Đấy, xem để chuẩn bị cho năm 22-23 thực hiện vào chương trình. Cái này là yêu cầu phải làm trước lớp. Nhưng chúng ta phải làm ở nhà, nếu khi nào mà ban tổ chức người ta yêu cầu nộp thì chúng ta có nộp ngay. Và người ta không có yêu cầu nộp thì chúng ta cũng có xem như tài sản của chính bản thân mình trong quá trình học tập. Không sao cả. Đấy. Ok chưa? Chúng ta có ý kiến gì thêm không? Nếu không có ý kiến gì thêm, nào bạn Lê Hoàng Thái nào. Dạ, chào thầy. Cái kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn. Bật cam lên tí cho nó phấn khởi. Giờ này thầy đối mặt cũng buồn nhùi lắm thầy ơi. Lên nó sầu lắm. Kệ nó chứ, mình phải nhìn thấy mặt nhau nó mới tương tác được chứ, này cứ ở trong nhà rồi cứ nói vọng ra khó lắm. Dạ. Thế anh hỏi cái kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn bản thân này là có cái mẫu sẵn không thầy, hay là mỗi trường tôi chỉ chọn? Mỗi chỉ gợi ý như thế thôi chứ làm gì có mẫu, địa phương tùy từng địa phương chứ. Dạ. Chứ bây giờ tôi chỉ gợi ý như thế chứ bây giờ chúng ta mẫu là lấy đâu ra mẫu, bộ mới là ra mẫu được chứ ai ra mẫu được. Mà hiện nay thì chưa thấy bộ ra mẫu, thì chúng ta cứ làm theo cái quy trình mà tôi vừa nói đấy nhá. Ok chưa? Dạ ok thầy, cảm ơn thầy nhiều. Rồi, nếu chúng ta không có ý kiến ngoài ý kiến của bạn Lê Hoàng Thái ra, thì chúc tất cả các thầy cô sức khỏe, đấy, vượt qua được cái khó khăn trong dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để chuẩn bị cho cái chương trình phổ thông, giáo dục phổ thông mới năm 2018 sẽ diễn ra vào năm 2023 vào lớp 10. Chúc các thầy cô sang năm mới có nhiều sự thay đổi,
và có nhiều niềm vui. Rồi, bye bye, tạm biệt tất cả các thầy cô. Em chào thầy ạ. Chào thầy, bye bye thầy. Dạ, hạnh phúc. Rồi, rất là cảm ơn tất cả các bạn. Mong bây giờ là mong tất cả mọi người khỏe là được, vượt qua vượt qua Covid là được, chứ ở Hà Nội chào thầy. Covid nhiều lắm. Chào thầy. Dạ, chào thầy ạ. Ok. Chào thầy ạ. Dạ, em chào thầy ạ. Rồi. Dạ, chúc thầy mạnh khỏe, vui vẻ và công tác tốt nha thầy. Bye bye thầy. Rồi, cảm ơn bạn Thái. Dạ.